Hello các bạn nha, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái buổi livestream trên kênh The Gaming của mình. Nhưng mà hôm nay mình không có chơi XGTA Roleplay hay là mình cũng không có chơi bắt cua nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ thử chơi một cái tựa game mới có tên là Icarus. Đây là một cái tựa game sinh tồn, mình thấy nó khá là lạ cũng như là khá là thú vị nha các bạn. Cái đồ họa nó mình thấy nó cũng rất là đẹp á, cho nên là hôm nay mình sẽ đo gió mình chơi thử nha. Nói chung là lâu mình cũng phải đo gió chứ các bạn, cứ ít GTA rồi Forza rồi lái xe hoài nó cũng chán. Và trước giờ thì có nhiều bạn nói với mình là chơi thử game sinh tồn đi. Ok, đây là game sinh tồn, nhưng mà đây không phải là game sinh tồn theo dạng là mình với những người chơi khác bắn nhau giống như là Rust. Đây là tựa game sinh tồn mà mình với những người chơi khác đấu lại với máy nha các bạn. Máy ở đây là những con quái bự bự, như các bạn thấy trong này là có con gấu nè, mình không biết là có con gấu thiệt hay không nữa, bây giờ mình sẽ vào thử ha. Thì tựa game này mới vừa được ra mắt trên Steam cách đây hôm trước rồi các bạn. Nó cũng được đánh giá là không có được tốt lắm, nghe nó lỗi game, bug game tùm lum hết trơn, cho nên là để mình xem coi là có gì thì mình sẽ thử nha. Đầu tiên là mình sẽ chơi theo cái này, đầu tiên là cái chỗ xuất phát của mình đây nè các bạn. The Forest Zone nè. Mình còn 6 ngày nữa để kết thúc cái này. Cái này nó chơi theo, nó là chơi online các bạn. Nó chơi online được. Bạn nào có game các bạn có thể vào chơi với mình game này online được. Và nó chơi theo từng giai đoạn luôn. Cứ qua một khoảng thời gian của mấy chủ game nó đưa xuống thì các bạn sẽ đổi một cái giai đoạn mới ha. Không, team anh chưa có vô tại vì game này nó đang nặng lắm các bạn. Team chưa có biết chơi được hay không nữa. Này là mình cho friend only nè, hoặc là mình có thể mở cho mọi người mình friend only đi. Mà hiện tại là friend mình không có ai chơi game này hết trơn, cho nên là nay mình chơi thử nha. Đúng rồi, nó na ná với The Forest đó các bạn. Rồi những bạn nào mà comment giải cứu thì mình sẽ phép mời các bạn ra đảo chơi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi giải cứu cái nữa nè. Nay mình đang cũng hơi rảnh. Hôm nay cúp điện, nay không biết các bạn có bị cúp điện không? Sáng giờ mình bị cúp điện quá trời luôn rồi, nên là mình cũng không có like game này. Đúng là mình định like game này buổi trưa các bạn, nhưng mà do là cúp điện cho nên là ngủ. Xin chào tất cả các bạn nha. Nay không có chơi GTA nha, nay mình chơi thử tựa game mới này sinh tồn thử xem như thế nào. Vì trước giờ cũng có nhiều bạn kêu là ít khi nào thấy mình chơi sinh tồn, cũng như là mình toàn là chơi GTA hay là đua xe hay là lái xe này kia, cho nên là nay mình chơi thử game này xem như thế nào. Ủa sao lát lâu dữ người ta? Ủa nên nó lát hơi lâu đúng không? À kìa, lát vô rồi. Mọi người thấy được không? Mọi người thấy được game không? Người. À, sao mà lát với người ta? Alo? Lên phòng trên đi. Nó bị lát. Phòng này nó hơi bị lát sao á. Ồ, ui các bạn ơi. Cái này nó quen á ha. Cái này không biết là bạn nào đã từng xem Satisfactory thì nó quen. Cái có điện thoại đang cấp đâu. Satisfactory nó quen. Trời ơi, y chang luôn là cái cabin. Cái này nó, nhưng mà hình như đúng là nó cũng cộng lại. Đây các bạn, mình xuống tuyết rồi các bạn. Đầu tiên nó sẽ hướng dẫn mình là đi săn, đi tìm đồ và đi chế tạo. Ok. Đây là cái kén của mình. Cái này bấm mép để làm gì đây? Press to interact. Ok. Cái kén của mình này nó chứa đồ này kia thôi các bạn. Rồi thì chào mừng các bạn đã tới. Nói chung là theo như mình thấy cái đồ họa game nó chưa có được sao ta? Nét lắm mà mình nhớ mình xem cái trailer của nó nét lắm kìa các bạn, nhưng mà nó không được nét lắm. Đây, đây là những cái thanh gỗ mình sẽ lượm dưới đất ha. Ấy, có cà chua. À lộn. À bí. Cà chua. Lộn, bình tĩnh với bạn. Này gì đây? Oh shit, deposit. Đá gì á, nói chung là nhiều lắm. Từ thực ngữ mình không có gành hết đâu. Này phải có thầy giáo, cô giáo đồ chơi hay là cầu ha. Này các bạn, mấy cái bụi cây này thì các bạn đi gom nó. Nó cũng giống cái cơ chế của sách tiếp. Nhưng mà thôi, mình đừng có nói sách tiếp ở đây. Mình ghét cái game đó lắm. Game nhức đầu chúa luôn. Mình không chơi nữa đâu. Game chơi nhức đầu lắm. Game này mình nghĩ chắc cũng không khác lắm đâu. Mình thấy nó có chế tạo, nó có xây nhà, lùm la, tứ lưu tư hết trơn á. Rồi đã vậy rồi nó còn đi bị quái quýnh nữa. Mấy con quái, mấy con gấu lên nó cạp các bạn á. Có sói nữa, rồi có hươu, nói chung là rất là nhiều động vật. Hình như mình thấy ba bốn loài động vật gì trong game này á. Không biết mấy con lá không các bạn. Về game này mình nghe nói cái đồ họa máy nó cũng hơi nặng á. Nó đòi lộn cà chúa, tôi lộn thôi. Bình tĩnh mọi người, mình đừng có vậy chứ, cứ lộn xíu thôi. Để mình lụm đồ cái.
Đầu tiên mình sẽ chế tạo ha. Chua. Như đây mình chế được cái cây rìu đập đá với lại cái cây chặt gỗ thì mình sẽ lấy gỗ trước. Rồi mình chế tạo, mình tốn 10 cái fiber. Fiber là cái gì vậy? 4 cây stick, 4 cây gậy với lại 6 cục đá. Game này không có tiếng Việt. Đây mình chế luôn cái này đi, mình chế được 2 cái. Rồi, bây giờ mình đi chặt gỗ ha. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Để mình kiếm cây nào nó sáng sáng chặt cho nó dễ, với cây tối quá chặt không thấy đường. Để coi cái cơ cấu game này chơi nó hay không hay thì mai mốt mình rủ team. Nhưng mà con cái là máy nó đòi hỏi cấu hình game nó hơi nặng các bạn. Ra là team mình cũng đang test thôi chứ mua về mất công chơi không được. Game nặng. Chàng ơi, 730 lít để chat. Đây, cái cơ cấu, cái cơ cấu chặt cây này thì nó hơi ảo, cái là các bạn chỉ cần chặt mấy cái thôi nó gớt. Nhưng mà cái cây nó treo chảnh luôn rồi. Ê bộ. Giỡn hoài bộ. Xuống đi bộ. Cái cây đè, cây đè. Kìa kìa các bạn thấy con hưu không? Kìa. Đó, đợi nó xíu đi. Giờ mình chặt cái cây này ra cái đã. Đó, các bạn chặt nó sẽ tách ra từng cây nhỏ. Xong rồi nó ra mấy cây nhỏ nữa, mình lụm mấy cây này. Đó, mình có gỗ rồi nè. Và mình cần phải nâng cấp lên nữa nha các bạn. Xíu nữa đi đập đá. Đây mình cần nâng cấp lên cái lưỡi giáo này nè. Mình làm sao để nâng cấp nhỉ? Theo một không, hình như là mình làm gì đó để mình nâng cấp được cái này á. Chưa biết nâng cấp làm sao. Thì cái thầy nghệ giống xe tiếp của ta. À, nó cũng khá là thật khi mà các bạn chặt mấy cái thanh gỗ nên nó sẽ mất mấy cái cành. Xong rồi đó, tách nhỏ ra rồi mới lượm được ha. Ok. Cũng hay, cũng hay. Nay đổi giá chơi thử, cứ người ta hoài, người ta biết bao nhiêu rồi, rồi lái xe, rồi pho da, lum hết trơn rồi. Lâu đợi gió, thấy cũng có nhiều bạn nói mình không thấy mình chơi game sinh tồn á. Ok, ê level up rồi kìa. Ồ, thì ra là vậy. Đây, level up xong mình sẽ nâng cấp. Một là mình nâng cấp cái lửa trại, mình đốt lửa vòng vòng đây mình nấu đồ ăn. Mình trước mình nghĩ là mình đi săn trước đi. Đó, mình đi săn, mình lấy cái cây đó mình đi săn mấy cái con vật á. Mình ném vô cái đầu nó, ví dụ như các bạn lấy cây đó xong các bạn canh quả, các bạn chọi vô đầu quả cái là được. Cũng được. Đây. Kìa. Cái này cái gì đây? Ủa cái này cái gì đây? Vậy, ủa cái này cái gì đây? Quá. Wow. Nó lóc thấy cái gì? Sao giống kỹ năng liên minh quá nhỉ? Anh ơi có mốt anh tạo lóc xoáy được không? Gì tạo lóc xoáy được luôn hả? Ảo rồi. Không phải rồi nó vui á. Này là nó tăng cái tỷ lệ, tăng cái tỷ lệ. Có còn cái hình lóc xoáy. Chế cái giáo nè. Và này chế thêm cái giáo nữa nè. Chế rồi. Cái này là cái đống gỗ, cứ 100 cây gỗ thì mình sẽ pack nó lại thành một cái gói. Mình gom lại cho nó nhẹ cái túi đồ của mình á. Đây mình cân nặng của mình trong người mình là chợ đem được 100 kg nha các bạn. Giờ mình để cái cục gỗ đây đi. Đó, để mốt mình xây nhà gì đó, giờ mình đi săn thử nha. Hè. Coi cách nó xài sao. Ok. À, ok. Đi nhẹ thôi, đi đi nhẹ. Hụt. Đứng gần là sao không bị hụt được. Hụt. Piu. Đó kìa, ai đã ném cái đầu. Trời ơi. Ông lấy cái giáo ông như kiểu. Ai biết đâu. Ê, có con hưu con nữa kìa. Mình không, mình không nên sát sinh vậy. Ê, má ơi, con thỏ. Ê, con thỏ được, con thỏ được. Cái cây giáo mình nãy thôi. Con thỏ dí nó làm sao. Piu. Bén hụt. Ê con thỏ này mình lấy cái đồ gì mình quýnh nó được không? Ê mày, nó nghe nè mày. Ê. Anh bon. Dí kịp không? Ủa dí kịp luôn hả? Ma gì? Được. Ê, bon. Không được, phải có cái giáo chọt chọt mới được. Vô lần nó tím tái, nó đen quá các bạn ơi. Tối quá. Ủa mấy cây giáo mình ném là nó mất luôn hả ta? Sao nó không còn là cho mình ha? Cây giáo này tốn fiber với lại gậy. Ồ gậy đơn giản. Mình chế tối đa luôn nè. Rồi, thử xem. Ném đi không? Ném đi không lụm lại được hết ta? Phải lụm như được vậy á. Được chứ, chúng ta được mà. Đồ má. Ủa cái giáo kia của anh đâu? Cái văn đâu bà mất tiêu rồi. Đang lụm. Cái văn đâu á. Nè, cái cây này các bạn có thể bổ nó ra được. Đó, nó thật. Nó cũng khá là thật đó các bạn. Săn tươi rẻ đi hả? Tay rách đó hả? Thôi mấy thằng rách nó... Nó ngủ em ơi, nó ngủ trương giờ lên rồi. À, nó cũng khá là thật các bạn thấy không? Chặt mấy cây gỗ được nè. Rồi ok, để mình đi săn lại. Ô, ai để đi săn hưu, người ta có gia đình đàng hoàng. Mình đâu thể nào mình phá gia đình người ta được. Ê,
Cái cây giáo này, ủa đâu phải. Mất 3 cây giáo rồi. Trời sao mất tiêu rồi. Cũng hay á, nhưng mà coi. Ê. Tí không tí các bạn mình nhẹ. Ơ lộn ơi. Lỡ buông tay. Ủa chết ba, lộn. Cái nút ngồi của nó các bạn, cái nút ngồi của nó là cái nút mà mình đổi màn hình stream của mình. Tự nhiên đang like cái stream tạm dừng. Ê, trời gần vậy. Anh ơi, nó chơi anh luôn anh. Ê kìa. Rồi bây giờ là mình cần phải có con dao các bạn ơi. À, con dao là đây nè. À, ok. Rồi, chế con dao. Con dao thì cần 4 cục đá, 2 cây gậy với lại cái fiber. Fiber là cái gì mình cũng không biết được nữa các bạn. Đồ hoa khác có đẹp đó chứ. Rồi, mình có thể ẩm cái con này. À, đó, cái này mình rọc da, rọc lấy da. Oh, wow. Để mình lấy hết nè các bạn. Mình có 2 miếng thịt tươi, 2 khúc xương, 2 tấm da và ở đâu 12 cái miếng da và cái này là cái gì, phơ là cái gì? Mỡ hả, mỡ cái gì, không biết nữa, lấy hết đi. Ô wow, con này level 28 á. Chú ủa có level luôn hả anh? Hả, có, nó có cái nâng cấp kinh nghiệm mà. Ờ, nó có cái đó luôn á, con thú luôn á. Cũng hay level của thú giống ARK nhỉ. Ừ, nói chung là nó game này nó cũng hơi lai tùm lum game hết trơn, theo anh thấy là nó vậy. Anh nhìn kỹ thuật cầm dao nhìn nó cứ sao. Nó tính ra cây dao mà chưa gì làm thịt con mà nó mất hết 1/3 rồi. Đây. Dao đá mà anh trông chờ gì anh. Ui, con này con hù lớn, hù lớn. Chạy, úi trời úi. Xíu nữa là dính rồi. Sao mình người gần mình mới à. Chạy đâu mà bộ. Hello bộ. Tôi đi tàu vũ trụ xuống. Kiểu đi tàu xuống rồi vô cái hành tinh rồi đi săn hu ha. Kiểu nhà già không có gì làm á. Ê, đừng có chạy bộ. Chạy mất dép luôn rồi. Rồi nhiệm vụ của mình làm gì nữa giờ? Rớt xuống đây rồi như đó nhiệm vụ hả các bạn? Mình không thấy làm thêm nữa gì. Đốt lửa chạy đi. Còn cái talent này là cái gì ta? Tăng máu nè, tăng di chuyển nè. Ừ, ủa hết rồi hả? Sai tăng ma rồi. Cái này là tăng thể lực khi mà trong những cái cơn bão. Ồ, có bão luôn á các bạn. Để từ nha, nó cũng hơi gắt á. Để mình xuống mình uống nước, cái mình khát nước quá. Ê, con sói. Cao lên xíu. Chết cha. Trời chơi mình luôn mày. Trời ơi, nó cắn nè. Đó, chết này, cho chết này. Chết rồi. Anh có biết căng vậy căng để cho cóc không nè? Nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể ôm con sói này các bạn đi. Để mình ôm ra bờ suối mình rửa nó, dụng nó xuống. Ủa, rửa được hả? Ủa, dụng nó xuống sao giờ? Rồi dụng nó xuống sao? Biết dụng xuống luôn. À đây đó, uống nước cái đã. Uống nước coi chừng nước độc anh ơi. Không có độc đâu, yên tâm đi. Giờ mình lọc da nó. Nó cắn mình mất chút xíu máu rồi các bạn. Rồi, còn cái này các bạn muốn để đó cũng được, hoặc là các bạn muốn phá nó cũng được. Cái này không biết nó để làm cái gì nhưng mà kệ nó đi. Bơi thử xem. Ồ, có cá không ta? Ê, có cá. Lại mình chọt luôn đi anh. Chết rồi, chúng ơi. Ồ, nó chết, nó nổi lên kìa. Còn cái cây kia của mình để mình chở đâu mất tiêu ta. Cái cây nó dính con cá rồi anh, dính con cá. Ủa, phải không? Ơi, lên bạn. Nè, con cá nó chết, nó tự nổi lên trên bờ nè các bạn. Nổi lên trên mặt nước nè. Giống quà quá ha. Cái cây nó dính như con cá kìa. Ở kìa. Giống quà ghê á. Không. Ồ, sao không lấy được? Cái bơi, cái cấu bơi này nó kỳ kỳ sao á. Rồi, được rồi đó, mình lấy được con cá rồi đó. À, nói chung là game sinh tồn. Còn con nó kìa. Ủa khoan, con kia nó tới nó nằm ở chơi chỗ đồng loại nó đúng không? Kìa.
Các bạn phải đủ thế lực các bạn mới gọng cây này lên được. Nè, đủ thế lực. Nó nằm nó chỗ của con phải cao lên tí anh. Cao rồi đó. Hồi nãy là thấp, anh cao hơn rồi nó bị hụt quá à. Đó, bây giờ nè. Nó nằm ở chỗ xác của đồng loại đó nè, tội nghiệp cái vợ. Nhưng mà ai biết là tự nhiên tao ngồi anh tin xuống rồi cái nó cho tao đi giết mày, tao không muốn giết lắm đâu. Sao ghê nha. Này hơi ảo nè. Rồi. Mình có xem qua Reddit thì nó còn thật hơn rồi. Nó này đó, trang cái hai bộ xương nè. Thì nãy mình thấy có một con sói nó lại nó ngồi nó nhìn. Rồi giờ sao ta? Mình đang thắc mắc. Ý chỗ đông nhà đông nhà. Ui động vật đông vậy. Nhưng mà mình đang thắc mắc là nếu ủa nguyên gia đình luôn kìa. Trời ơi, chồng vợ hai đứa con. Thôi đi đi. Mất bả cây luôn. Buồn ghê mất cái cây luôn. Để coi bây giờ là nè đói hơn giảm được cái độ đói lại. Đồ chứa được nhiều hơn, chứa được 5%, cân nặng chứa nhiều hơn rồi tụm lum chân các bạn phải đi nâng cấp kỹ năng. Ok. Này là kỹ năng khám phá nè, đây là kỹ năng resource là cái tài nguyên nè, đây là kỹ năng nấu nướng và kỹ năng săn bắt. Rồi, ok, hiểu rồi đó. Nâng này đi. Giờ mình làm gì nữa ta? Mày coi nó lên tới cây đuốc luôn rồi. Này là cái gì? Cái đồ để mồi lửa. Cái này là cái cái giường ngủ. Giường. Rồi. Rồi. Mình phải chế tạo mấy cái đó. Thiếu. Ủa được nè. Mà chưa có đủ, thiếu gậy với thiếu đá, đi lấy đá với lấy gậy cái nè. Đá thì các bạn cứ đi nhặt mấy cục đá này thôi. Không, tôi bộ mắt cái gì. Anh em bình tĩnh, anh em thông cảm. Người ta mới đi sinh tồn lần đầu. Đó giờ toàn lái xe, chạy xe không. Có bao giờ đi chọi cái giáo vô mặt mấy con đó đâu. Thôi giỡn rồi. Ê, không ai không nước sau, không phải nước giếng nha. Mà lại đây, mà lại đây, mà lại đây. Mà lại đây. Bỏ người ta con sói nó giết tôi. Ê, con sói nó săn mồi kìa các bạn nhìn kìa. Thật quá ha. Tao đứng này là thách mình lên đây. Ngồi mình lên đây. Ngồi lên đây. Come here baby. Xây nhà được mà. Ok. À nó hết thể lực các bạn ơi. Thật vậy. Có nghĩa là các bạn cầm cái cây giáo đó, các bạn vô cái trạng thái thủ á, mà lâu quá nó hết thể lực á, nó buông nó chọi cây giáo tiêu luôn. Xây nhà được. Và theo như anh xem cái intro của nó thì khi mà xây nhà á, sét đánh á, cháy nhà luôn. Xong rồi các bạn đi sửa lại nhà. Game nó cũng khá là hay và nó khá là thật cái chỗ đó. Game này mua trên Steam nha các bạn. 200 mấy á. Game mới ra mắt rồi cũng bị chửi hơi nhiều nên mình chơi thử cái xe nó sao. Không được thì mình xóa game, coi như là mình cũng đã chơi sinh tồn. Còn được thì mình chơi luôn, muốn mình rủ team mình chơi, mình like mình chơi. Ê mình đập đá đi. Tại vì mình chưa có đập đá. Các bạn xem đập đá. Đi ơi đừng nghiêng nữa. Nó cũng khá là hay các bạn. Nó đập cái nó từ từ nó mất. Cũng được. Game này như bao nhiêu ghi ta? 2 mấy ghi hay 5 mấy ghi gì á? 70 50. Gần 50 ghi á. Cũng nặng. Và đồ họa của nó cũng nặng nha các bạn. Bon cái gì mà có vợ chồng đây nó vậy? Cách lấy đá dễ nhất là các bạn đi đập đá, còn không thì các bạn phải đi lụm đá mà lụm cực á. Nó có thể lực á các bạn, cái này cái thanh chuẩn bị có mưa. Hay vậy. Để xem nó thông báo là chuẩn bị có mưa. Để oxy nha anh. Hết oxy thì sao ạ? Thì mình đi với sao anh? Nhưng mà làm sao để lên oxy nữa? Thì em biết được. Kìa. Ấy kìa. Anh lại cái gì thường của anh chứ. Cái oxygen á anh. Oxygen. Nó là cái oxy-te hoặc nhưng mà cái phi thuyền của anh nó đâu có vô được nữa đâu. Nó cho cất đồ mà. Ủa phải có chứ. Có. Nè. Phải có cái máy tạo chứ. Có đâu. Rồi xong đi. Đó đừng mưa rồi kìa. Đi sao. Ủa rồi sao mà chế được cái gì? Oxy. Đốt lửa lên hả? Đốt lửa lên lấy oxy hả? Ơ kìa. Hả? Phải mũ ra hít oxy hả? Ê mà trời mưa mà đâu đốt lửa được đâu ha. Đâu anh ấy đốt được thì đỉnh anh.
Các bạn thấy có cái vệt nước nó rơi rơi trên màn hình mình không? Đó đó, cái vệt mưa tại vì do mình có đeo một cái bộ đồ, mình có mặc cái bộ đồ bảo hộ các bạn. Nhà trong này nhà gỗ thôi. Đốt lửa dưới mưa. Mưa nó thật quá ha. Giờ muốn xây nhà thì sao, nó chưa có cho xây nhà. Nè, làm sao để cải thiện. Ê cái này nó giống game gì đó. Trời má ơi. Cái gì vậy trời? How to tăng oxy. Rồi mình nghe cái tiếng bịch bịch rồi đó. Chết bà. Sao lấy oxy ta? Ừ cái này bị lỗi đó các bạn, cái này nó bị lỗi hơi nhiều, nó bị chửi dữ lắm. À, không có lều. Mình đang bị lạnh. Đang bị đói. Hết oxy. Ở trên kia nó cái báo là storm episode là cái mức độ bão đang tới gần mình nó gì á. Thì hết cái cơn bão này qua thì trời nó mới nắng lên được. Thật quá nè. Đốt lửa lên lấy CO2. Nhưng mà giờ mưa sao đốt lửa được anh em? Mưa. Vấn đề là mưa. Nó chưa cho xây nhà nữa. Nó chưa hướng dẫn cách xây nhà nữa. Này là cái ủa mất hai cái này là đồ a à, đồ để đồ lên để nướng nè. Mình đặt nguyên một con là mình nướng được, để mà hồi mình đặt một con cáo nướng. Sói nướng chứ lộn. Lửa giáo nè, cái này đam nó tốn nhiều hơn nè. Xương dao, dao xương. Này là chỉ liên quan về mấy cái chế tạo thôi các bạn. Đồ để cầm máu. Gì? Hả? Anh phải lên cái tia chu nó mới có cái chỗ oxy gì vậy. Em biết đâu ạ. Ở đâu? Ở đây có oxy. Có cái chỗ đó, oxy te đó. Đó. Ủa rồi mới vô sao là kịp ta? Chịu. Level 10 luôn á. Level 10 mới đủ á. Yeah, oxygen liu. Đó. Lụm trái cây ăn mình có nè, mình có trái cây nè. Đúng rồi, mình có thịt. Thịt này ăn được không? Thịt này phải nướng mới ăn được. Thịt cá, ê thịt cá nó bị cái độ tươi từ từ nè các bạn. Ăn luôn. Ăn nó chỉ tăng này thôi chứ nó không tăng oxy. Ủa nó phải có một cái gì đó chứ. Ừ, có một cái gì đó chứ. Thịt sống nè. Anh ơi, ở bên chỗ tia 1 nó có cái phần oxy gần bên tia 1 á. Nè tia 1 nè. Phải nữa. Phải hả? Anh kiếm đi anh, chắc cũng phải có một cái nồng đó nó oxy te trong đó chứ. Ờ, anh không nhìn ra. Ăn trái oxy hả? À đây đây, à đây, à đây, à đây. À. biết rồi. Ảo. Ảo đi anh. Ủa tại sao lại ăn cái trái oxy, nó gọi là trái oxy hả? Ảo đi. Ủa cái đấy là đập từ đá ra mà, alo. Không biết nữa không, cái trái đó là phải đập từ đá, nó là cái cục gì nãy nó dưới đất á. Chứ không phải đập đá, đá này là đá ra đá đi mà. Ủa em tưởng nó có một cái tảng oxy te lên chứ. Không có. Không, cái đó là thì đây thịt đi chứ không phải là. Ừ cái cục tím á. Rồi đợi nó trời sáng các bạn mưa bão quá mình đi không được. Nãy nó có mấy cục kia kìa. Cục đó màu cục kìa. Ừ cái đá màu thành đây đây mấy cục này nè đây nè. Đây nè. Mấy cục đó đó. Nhặt nhiều. Sao cục này lại ăn vô lại có oxy nhỉ? Nó cứ sai sai cái gì nhỉ? Tại vì nó tên là oxy te. Không oxy là anh thở mà tại sao anh. Ừ thì đó tại sao ăn đá lại có oxy? Chứ đồ. Em cũng biết lại đá nữa. Em bỏ có bông hoa nữa các bạn, đừng muốn ăn bông hoa không? Này để trồng cho vui thôi. Phá hủy nè. Thôi là lên đủ oxy rồi mọi người. Từ từ đi, để cho nó chạy hết mưa, cái mưa nó lớn quá. Thì anh cũng sắp hết oxy rồi. Không, nãy thấy có một rừng đá trong này nè. Anh đâu thèm nhặt đâu, anh tưởng nó là đá gì, anh bỏ đâu thèm nhặt đâu. Hát ra lại là đồ xịn. Ừ, hát ra là đồ xịn. Ai biết được, có biết. Ê, dưa hấu nè. Trời hết mưa rồi đó các Watermelon. Bạn. Watermelon. Watermelon. Nè, dưa hấu nè. Này mình chơi thử game sinh tồn nha. Mình không có chơi ít GTA, tại vì GTA chơi dạo này. Đợi mai đi các bạn, tại vì nay định chơi nhưng mà chưa cập nhật kịp. Mai chơi. Mất tiêu. Này, đây, nó. Hết thể lực rồi. Rồi nuốt oxy vô. Nó cứ sai sai, không sao đâu. Game mà. Giờ mình đốt lửa trại. À quên mất mình để kéo rồi. Cảm ơn bạn Tiến cho tiền. Cảm ơn bạn nào đó đẹp trai đậm tạm nha. Chơi đồ tăng đề kháng. Để coi giờ mình
Rồi. À, đầu tiên là mình cần phải để đồ vô để kích hoạt nó. Đây là nấu ra nè các bạn. Gỗ không? Ok. Hình như là còn lấy cái đồ để này lần đầu mình chơi mấy game này nha các bạn, nó hơi lú lú. Ê, ăn được nè. Mấy bông hoa đúng không? Thử vào phần tách chi thử anh. Hả? Anh thử vào phần tách chi anh chỉ nè, anh cái cái này là cái gì á ta? Cái này phải đốt lửa lên. Còn cái này nó riêng. Cái này anh đá lửa anh ơi. Rồi có rồi đó, có rồi đó, có rồi đó. Xong rồi mình bỏ thịt vô. Để gỗ vô. Ờ bỏ thịt vô cái này cái da đúng không? Ơi lộn. Lộn. Tách ra được. À đây. Nó không có số nhỉ? Đó. Đó. Nhìn khổ vậy. Xong rồi bỏ đồ vô đây. Ủa? Cái kìa. À. Rồi. Select. Bỏ... chọn mấy cái này đúng không? Anh bỏ thịt chứ. Bỏ thịt vô đây hả? Ê, nó ra than nè các bạn. Nó ra than nè. Chặt khâu. Rồi than nó nằm. Hay á. Nướng dưa hấu không? Ông anh, ơ kìa. Còn cái gì để mình nướng ta? Hết rồi, lấy đồ ăn thêm mới được. Hay là nướng dưa hấu. Hết đồ ăn rồi. Để nhà mấy trái dưa hấu rồi nè. Rồi đó, giờ đi săn tiếp ha. Ủa, cái này cái gì vậy? Ủa, cái này cái gì vậy? Cây này là cái cây để nói đánh lửa gì á. Ô. Ok. Ok. Cái cây sinh ra chỉ để chỉ để dập tắt lửa thôi các bạn. Hiểu rồi. Bây giờ mình đi săn. Thì cái game nó vậy đó. Nó sinh tồn. Nếu mà chơi online thì mình nghĩ nó dễ hơn tại vì có nhiều người hơn đó. Còn giờ thì mình đi kiếm mấy con kia mình săn. Ê, nguyên cái cục nè, nguyên cụm nguyên tảng kìa anh. Đập đi anh, đập đi anh. Đi tin lên. Nguyên cục oxy luôn. Nhưng mà thấy quái nào là có cái oxy rồi nó kiểu nó vô cái gì cái nó nhai á. Thế đó, em mới nói á. Cách có oxy cách đầu tiên tháo mũ ra. Ừ, cũng đúng. Rồi mình có thể lực rồi các bạn. Nó đợi nó hồi thể lực. Hay là kiểu trong game nó sẽ có cách giải thích của nó mà mình không đọc cho mình không biết rồi vậy thôi. Hay là kiểu có bộ của đồ nó có làm được. Anh nghĩ là có thể đồ, có thể là do bộ đồ nó cái gì đó. Cháy nhà là dùng cây đó đó hả? Rồi ok bạn hiểu luôn. Biết cái công dụng của cây này rồi. Cây số 3. Dập lửa, dập lửa, dập lửa. Hay á. Giờ mình đi săn. Ở đây có mấy cái ở đây nữa nè. Nữa này thấy chưa, nãy mình nói nhiều lắm. Hình như nó có cái máy làm oxy ngay tia 1 luôn thì phải. Thôi. Kìa. Game này nói chung là nó mình theo như mình cá nhân mình thấy nó hơi lai tạp giữa các game khác cũng nhiều. Này chơi lai chắc vui, lai 3-4 người vô chơi, xây nhà đồ này kia. Nó cũng na ná The Forest á. Rồi xong rồi đó. Lụm. Này bí nha, phải cà chua nha. Tôi nói lộn. À, lưu huỳnh nè. Nè đá oxy nữa nè. Ở đồ đá oxy nè. Vô sâu là có gấu hả? Đi săn gấu không? Với cái trình ném lao gọi là chuẩn 100% của mình thì mấy con gấu nó sẽ sợ, nó chạy thôi. Nó chạy nó đem xác mình về hang nó. Chuyện là đang vlog hả? Mấy ngày nữa. Mấy ngày nữa đó. Con ngày nào thì mình cũng nói. Thiệt, mấy ngày nữa. Ừ, nó thật hơn The Forest nhiều. Đồ họa rồi này kia nó thật, nhìn nó đã lắm. Game nó hơi nặng các bạn. Game nó nặng vãi luôn.
dở cái cây công dụng của nó. Đỉnh. Để mình lên cao cao mình xem coi. Ủa, có thác nước, có tuyết luôn nè các bạn. Mình lên nước tuyết thử không? Mình thấy xa quá à. Thấy nhiều. Nhiều bí gì. Ủa nó lại lấy mấy con. À đây 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 đây. Cắm hơi sớm. Okay. Đấy, có con thỏ nè. Con thỏ thì mình lấy cái cây giá là mình xiên. 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 Rồi, được. Yeah. Quá ghê. Nè, nếu mình vác nguyên con này về thì mình sẽ nghĩ là mình nướng nó lên được á các bạn. Bình thường thì mình lấy thịt, rồi nếu không thì mình vác nguyên con về chắc được. Gâu cắn hai cái chết. Không, mình chơi từ xa. Hình như mình nhớ có cung tên nữa các bạn. Có cung tên nữa. Kiểu mình chế tạo ra cái cung tên á, mình sẽ không cho nó chạm được tới mình. Lưu hình để chế súng. Nó xịn vậy. Bạn Nhất Thái có vẻ hiểu rõ game này, không biết bạn Nhất Thái có chơi không ta? Ủa, không biết cái session này mình tạo ra mốt mọi người vừa chơi nó có chơi session này không? Nó bắt tạo session mà. Dây level up rồi nè. Quýnh loại bắn họng luôn mới lên độ level up. Rồi cái giường rồi. Giờ nó cho mình nâng cấp cây búa để sửa chữa hoặc là cái đồ để hồi máu. Ờ, cái này khá là cần thiết nè. Phải. Ê, có cây cung. Ủa. Thôi cung mà chưa có tên. Phải tí nữa nè, ở kìa. Cái gì? Bên cái tác chi á, phải tí nữa. Qua nữa. Cái máy kìa, kìa, quá rồi. Đó có cái nè, máy kìa. Oxidizer nè. Ờ. Đó. Nhưng mà phải là lên lên thêm xíu nữa level mở 5, lúc này. Level 5. Giờ để mình nâng cấp mấy cái này cái đã. Đá picker mình sẽ tăng một cái resort nhưng mà chưa biết tăng cái gì. Đây, tăng cân nặng đi, chứa cho nó nhiều. Con bông thở nước 70. Mình có cây cung rồi các bạn nhưng mà mình không xài được. Hú chà. Ê nó hú nó kêu mày. Hết đâu rồi. Đừng bỏ. Cho chọn cái đi. Sao con này dai vậy? Các bạn chưa thấy gì hết trơn á. Các bạn không thấy gì hết á. Anh phải chỉ cái tâm nó lên trời vậy. Thì anh nó bị rơi mà không, anh nghĩ là anh chỉ hợp với bắn cung thôi, anh không hợp. Dạ. cái trò ném không. Lao này. Anh đứng gần luôn á. Ném lao nó không được. Không, nhưng anh đứng gần. Chơi cháy máy xem cháy thôi. Game nặng quỷ á. Để mình vác con sói này về. Mày đợi đó, con trai à. À không vác được các bạn, giờ chỉ có làm thịt nó thôi. Ba bốn cây lao. Rồi lấy. Giờ mình nướng thử nha. Trời nó tối rồi các bạn. Trời tối phải đốt lửa. À, nó cũng khá là thật á. Nói chung là game này đầu tiên mình thấy là nó nặng với nó thật. Thật nhiều cái. Thôi mua game mà vô chơi kìa mấy đứa ơi. À, không cái bông gì á. Mấy cái bông gì á. Đối với mấy game này thì nếu mà mình có quay màn hình nhiều quá mà các bạn bị chóng mặt thì các bạn nói mình. Ui, ế quá. Nhìn nè. Gì á? Nhìn từ trên xuống mấy cái cục đá oxy á. Ai da, ai da. Ui, ui, hết máu rồi. Bập. Đi lấy đồ quấn máu rồi đó. Bị con sói nó cắn gần sạch luôn. Thì cái trình ném la quá định. Ồ, dân chiên. Ủa, nếu mình ăn đồ nó có lên máu không ta? Dứt ăn tăng được chiêu. Rồi bây giờ chế đồ nha. Nghe nó ăn đồ nghe nó cứ sao sao. Nè dùng nè, dùng nè. Đó đang quấn máu. Ok. Đã quấn. Hình như quấn nó chỉ để không chảy máu thôi à, chứ nó không hồi máu. Ừ đúng rồi, nó quấn chỉ để không chảy máu thôi. Giờ mình lên nào, lửa chạy. Activate. Bỏ thịt con thỏ bỏ vô sao? Ờ... Thỏ thì anh phải lột da, anh lột mọi thứ da rồi mới bỏ thịt vô chứ. Rồi anh bỏ nguyên con vô chứ. Không, lột da. Nó có cháy được không vậy?
Không. Không. Chán anh vậy. Phải lột chứ. Bắt buộc phải lột luôn hả? Mình đổi cái dao này nó hư rồi, mình phải đi sửa cái dao này nữa. Nè. Vậy. Hết hồn má ơi, trời nó tối. Trời ơi. Cái dao này nó hư rồi. Mình hết cái dao rồi. Để coi ấy có cái cung rồi, mình chế cái cung trước đi. Sao mình sẽ là một người bắn cung. Bỏ đi. À nếu mà mình sửa chữa mình tốn có một cục đá à. Nó hơi kỳ kỳ ha. Game này giá nó tầm tầm khoảng 200 mấy á các bạn. 200 mấy trên Steam á. Rồi bây giờ nướng thịt nè. Mình có thịt này. Đấy, ngon lành, than nè. Than lụm lên để làm gì cũng không biết nữa. Da để làm gì ta? Hạt cà phê hả? Cà phê mốt để trồng đi. Bỏ đi, để anh chị. Ủa. Đồ ăn mình còn, mình thiếu nước, đi uống nước các bạn. Không có đèn pin ha, game không có đèn pin ha. Không à, game không có đèn pin. Hả? À, game không có đèn pin. Có cây đuốc mà anh. Thì đó. Cây đuốc. Nhưng mà làm sao để mình châm lửa nó lên? Thì... À? Thì... À, ủa? Nó cứ sai sai. Ấy. Không không chưa chưa. Đây. Đuốc. Thịt nướng, thịt nướng. Đuốc này để trong túi pin, nó cũng bị pin. Nó cũng bị hao nữa các bạn. Lột da rồi, lột da rồi. Mình chưa học cái mũi tên tại vì nó chưa phải lên cấp nữa nó mới cho học mũi tên. Mới học cái cung à. Nè, cái tên nè. À, mũi tên lửa, mũi tên đá, mũi tên xương. Được. Cái này với cái này. À cái này là pháo sáng. Pháo, đúng rồi, bắn lên trên trời. Còn cái này là mũi tên lửa nè, còn cái này là mũi tên độc. Uầy. Nhiều á. Nè, còn cái này là cái đồ để giúp hồi máu rồi này kia nè. Có cả cái bằng đít nhưng mà bằng nhiệt nữa các bạn. Ừ, nước 4.0 đã đổi dưới kia là chảy máu hả? Ờ, đợi chảy máu thôi à. Thịt đã nướng. Đuốc này xài, đuốc này không phải xài lửa, đuốc này xài pin. Mình stack nó lại nhau đi. Rồi mình có 3 miếng thịt nướng rồi đó. Đồ ăn mình để dưới này. Đồ ăn đủ mình để dưới này. Nhai mấy cục này đi. Rồi, mấy cây gậy. Không có sắp xếp mà, cái này nó không có sắp xếp lại ha. Rồi đêm nay mình sẽ dài đó, đi chặt cây các bạn. Đây có cái cây nè. Tà rẽ vô kìa anh. Đâu? Em giúp cho anh. À hết hồn, tưởng đâu con tà rẽ nó vô trong này. Anh tưởng nó chui vô này, anh định lấy cây anh chặt nó thôi hả? Ủa em tưởng tà rách chứ. Ờ tà rách nè. Ủa cầm lộn cây các bạn. Cái cây đi chặt đá lại đi chặt gỗ. Nó không có cầm một bên cầm đuốc một bên. Anh qua mai tà rách đó anh. Hả? Mai tà rách nhưng... Ba cà ráp nhưng phiên bản đồ họa siêu xịn. Đúng rồi, đồ họa xịn. Đếp vô chơi nè, đếp. Giờ mình đợi, để tới sáng này các bạn. Có đúng. Em đọc số tài khoản nha. Vào nhà cháy là nhà đập. Ủa? Là sao ta? Là trong này là nhà gỗ đúng không? Đúng nhưng mà bằng công tắc. Đúng rồi, đúng mà bằng công tắc. Để mình chia cái này ra. Chia thêm cái nữa. Nốt. Đây. Mình phải tiết kiệm các bạn. Mình nãy mình thấy mình hơi dư á. Hạt này để đi trồng hả. Cái cây này là cái cây để đi sửa đồ đúng không? Hết rồi. Cái giường mình đang thiếu. Ồ, thiếu da. Làm cái giường ngủ mình. Nếu mình ngủ mình sẽ qua đêm nó nhanh hơn các bạn. Rồi hiểu rồi. Giờ đợi đi chứ giờ kiếm thấy được con nào trong khu này. Tầm này đi săn thấy được cái gì đâu mà đi săn. Thấy chết liền luôn á. Có các bạn like này mình sẽ có. Ê các bạn. Sao mình thấy bên kia nó sáng sáng á ha. Giờ không thấy đường đâu mà đi săn được con nào. Ê. Ê. Có phải cái cục này nãy anh đập rồi không ta. Rồi bể cây chưa. Tại sao từ vũ trụ đi xuống không cầm nổi cái đèn pin đó nè. Không cảm. Có điện thoại chổng lưỡng hòa, có nguyên cái điện thoại chổng lưỡng hòa nhưng mà không có đèn pin. Điện pin nó thấy kỳ lạ vậy đó. Tại nó cho mình sinh tồn. Rồi đó mất tiêu rồi.
mình về cái này qua đây được không? Ừ, bỏ cây dập lửa ở chỗ khác đi. Bà nội cha nó dập lửa gì tầm này. Dập lửa. Rồi. Cái dao để ở đây, mấy cây la, cây giáo để đây. Đó. Hợp lý. Được coi mình đập tới đâu rồi. Không thấy đường. Nó không cho cầm bên tay kia. Rồi. Vừa đập xong cái xôi. Do là nãy mình không có đủ da cho nên bây giờ mình không có để đuốc qua chữ G. Ủa? Ok à. Sao lại xem. Là chữ G? Không, chữ G là cái để vác lên trên lưng à. Không để qua được. Nó là chỉ để vác lên trên lưng mấy con kia mình vác lên thôi à. Sao nó vẫn cắm xuống đất. Anh xuống nước coi có tắt không. Chắc chắn nha, nó mà không tắt là xóa game á. Không tắt à, không tắt. Trời ơi, tắt liền. Vấn đề là... Tắt. Ê, ai nghe tiếng hú không nhờ? Ê, ghê quá, đi về. Tôi nghe tiếng sói nó hú. Ủa, mình chưa xây nhà nữa. Đệ tử. Ê, đẹp quá hả? Đệ tử ngáo. Đẹp quá hả? Nè, đúng kiểu mấy cái này là mấy cái hành tinh khác luôn á. Mà hành tinh nó rơi xuống ngay trái đất. Hành tinh có quà kìa. Đẹp quá hả? Giờ ban đêm mình ngắm chứ mình làm gì vậy giờ? Giờ mình đâu có giường mình ngủ đâu, mình đâu có ngủ được ra đêm đâu. Quá buồn. Bây giờ còn đốt con này nữa. Cái than này để làm gì ta? Nặng rồi đó các bạn, gần 100 kg rồi đó các bạn. Mình thấy mình hơi nặng rồi đó. Ủa, trong than để đốt để làm gì anh? Ủa, đốt được đâu? Than để làm thuốc anh. Than để làm thuốc anh. Nhưng mà nó gỗ nó đốt ra than rồi nè. Rồi giờ than này để làm gì? Than để làm nước. Thì kiểu anh bỏ vô lò nướng anh nướng. Hoặc là sưởi ấm hay là gì đó, nhiều cái mà. Anh lấy cái cục than này với là một cái static là ra được một cái cục, ê, cái đốt cục đá đó. Nước nè, cái cục a cục này cục băng, cục băng để lên đốt nó ra giờ. Nước. Bạn chơi mệt mỏi quá. Trong cái danh sách này nó không có than, nó không có than. Đâu tại vì các bạn thấy cái hành tinh này nó có hù, nó có sói, nó có nước, nó thì nó khác gì trái đất đâu. Khác cái là mình kiểu mình vô hành thời gian thôi. Không nó còn có cả bí ngô với cả dưa hấu. Cái con tàu đó là cái con tàu mà đường mình vô tới cũng như là đường mình đi ra là bằng đó luôn á các bạn. Coi mình cất bớt mấy cái này, mấy cái fiber này để làm cái gì ha. Anh ơi. Cái đó là mấy cái kiểu sợi anh, sợi để buộc bạn lại đem. Á. Anh em mình không có gì làm, kêu quà hát bài anh. Ờ, mời quà lên hát bài đi quà. Thôi anh, bỏ. Đếp anh, em tên lấy cái cung này các bạn. Xịn chưa? Ủa xịn chưa? Nhưng mà chưa có tên. Anh cắm cái cây giáo vô anh bắt bằng được. Cái gì? Cắm cây giáo sao được? Ôi ngày sau nó hú ghê quá. Giờ đợi các bạn. Tối quá không dám đi gì hết trơn á. Hãy cầm đuốc đập con khủng long sẽ có thứ rất thú vị. Trong game này có khủng long hả các bạn? Có khủng long hả? Khủng long hả? Giờ này 20 mới có 21 giờ mà nó tới thu rồi. Má ơi, nguyên đêm này mình làm gì vậy? Phải đi săn các bạn. Phải đi săn trước tìm cái da. Hành tinh này không có chăng. Rồi thế quái nào nó không đi xuống con tàu nó chui vô con tàu nó ngủ được ha. Cái logic gì kỳ cục vậy chàng. Rồi tối gì rồi tôi biết đếm được nào để tôi kiếm. À đây. À, nhưng mà nó là con gì vậy? Không thấy đường. Em còn không thấy được đó là. À đừng rồi sao ném. Gì buổi cái sáng anh đã ném hụt rồi, buổi đêm anh ném kiểu gì? Không, em yên tâm đi, anh sẽ ném chúng. Anh không ném chúng thì anh cầm cây anh vô xiên nó. Không. Chamoy là con gì? Đúng cho 10.000. Ê, đúng cho 10.000. Chamoy là con gì? Ê, nó thấy được kìa. Rồi, đi báo động luôn rồi. Con gì vậy ta? Con gì lạ vậy? Con này mình mới nghe tên. Còn con nào nữa không? Con quà, con tê ré gì cũng được. Con cha môi là con nai á. Ủa vậy hả? Trong bụi này không có con nào hết trơn các bạn ơi. À đây, con thỏ. Nhưng mà cái cây này quýnh được không? Nó là con... À, chết rồi. Mày... Ủa? Mày... À, không quýnh được. Sao? Trời ơi, tối tôi không thấy đường chị anh đi luôn á trời. Tối quá tối. Mình sẽ thả con thỏ ở đây. Rồi. Con thỏ nó chạy chậm vô đó rồi.
Có này nó đang uống nước, nó đang ăn, nó bị đầy, nó no, nó đi chậm. Rồi không có da luôn. Đúng không? Hay quá, không có da luôn. Tại sao lại không có da nhỉ? Tại nó không có da. Có thịt không à? Nè các bạn để thịt nó nhảy lên đây nè, cũng khá thật ha. Nhưng mà vấn đề là giờ mình đang cần da. Ôi trời hết rồi. Tướng nó gặp con quái vật mà nó hú. Ông còn hết còn. Mấy giờ tao ổng mà ổng còn hết còn. Ban đêm nó ghê quá à, thiệt luôn. Ê, nếu mà ban đêm mình sẽ có lâu lâu một số con nó tới nó uống nước mà. Mà thấy ép là thấy đường đâu mà đi bắt nó. Ba chim. Mới có 22 giờ còn lâu lắm. Tối quá. Ủa, anh đang chưa kiếm đủ da để làm cái chúa, giường. Nó thiếu da này nè, cái giường này nó thiếu 2 miếng da. Hai miếng da nó thôi, quà lột da ra cho anh đi quà. Hồi nãy mà anh giết được con... Kêu đếp à. Hồi nãy mà anh giết được con dê là ngon rồi. Sao nãy mày kêu con nai gì mà kêu con dê mày? Đâu, em định đỡ lại anh. Ê, đi một hôm thấy đường về luôn á mọi người. Đi một hôm thấy đường về luôn á. Game này nó cũng hay á các bạn, có thể là mình sẽ chơi gắn bó nó được mấy hôm. Ôi đẹp quá à. Hay. Hai ngày. Ê mày. Sao anh nhìn cái lửa nó hơi kỳ. Cái lửa gì đó. Hết hơi thở cái nhìn. Thở cái. Ngồi xuống mới đập một con thỏ. À. Em đang thấy mất hành tinh không có oxy động vật sống được. Cái đó em hỏi game á anh cũng không biết nữa. Anh cũng biết tại sao lấy cục đá mình ăn vô thì mình lại có oxy. Ok kìa kìa. Cái này gọi là. Mày chạy không mày? Đứng lại mày. Công an đây. Chúng rồi. Quýnh mình được không? Bụp. Ổng chết. Nó bị đơ. Con ai mà. Anh ơi. Sao vậy? Đếp. Không biết được. Không được. Rồi chết rồi đó. Hết hồ luôn á. Wow, con nai này nó bị 404 rồi quá. Nè, không có da này, không da này, không có da, không có da. Có. 14 miếng da nè. 14 miếng luôn. Má hết hồn luôn á trời. Thôi mình đi về, mình hết hồn luôn. Lần đầu tiên thấy thợ săn thấy con nai giật mình. Dừng mình đây, tao tưởng nó chạy, ai ngờ nó dừng lại, ai biết đâu. Đâu anh, nó bị đâm đầu vào đá. Nó bị chết á. Rồi cái giường này sao ngủ? Đặt xuống. Đó. Rồi. Mà banh càng nữa. This bad rồi, không mau xem. Tính ra là để gọi là sao ta? Để này rất mạn. Còn gì nếu đâu mà không nhớ sầu. Rồi còn mày chơi tao cái đâu mà mày không cho tao cách nhà. Xây dựng nhà thì thế là tao ngủ được. Phải xây nhà nó mới có cái chỗ chú. Ê này, không lẽ là cái bụi anh... này mình gắn vô mình xây nhà? Anh nghi quá à. Nè, bây giờ anh thả nó vô rồi nha. Rồi. Rồi. Nó có một cái gì đó để nó xây nhà. Nó phải có một cái gì đó để nó xây nhà chứ đúng không? Người hay nói như mình là đúng đi thôi. Đúng chứ. Nó thấy cái nào là nhà cái cục đá này lại lên oxy. Mỗi tài qua nhà hết luôn đi. Đâu người ta bỏ vậy? Vào cái máy gì đó. Rồi. Không chịu. Không chịu. Ủa gì vậy? Mưa. À, mưa. Thôi mưa. Tao không ăn mưa này luôn. Không chặt tắt lửa đâu. Wow, chuẩn bị xóa game. Tao không chuyện luôn. Cầm cây đuốc đập người khác cháy được. À, phát lửa rồi nè các bạn. Ê, lên lửa lại đi mày. Hơi gáp không? Lửa lại đi mày, lấy miếng thịt ra. Mình cũng hơi đói rồi để mình nhai miếng. Ui, quá đã, quá ngon. Quá đã. Gì vậy? Rồi thấy mưa xuống. Anh ơi, mưa đúng không? Mưa, gió. Mưa. Gió rồi. Mưa nè. Nè, nghe tiếng mưa rồi, gọi xong luôn. Lấy cây búa làm nhà hả? Ừ, hàng gì? Ủa, cây búa này cây búa sửa chữa mà. Em ơi, cây búa này búa nó ghi là repair mà. Repair.
nó sửa chữa em ơi, durability nè. Nó sửa chữa chứ không phải muốn làm nhà. Muốn làm nhà nó là một cái phương diện khác nữa rồi. Durability. Cái búa này giống cái búa trong The Forest không à. Ê, đó, có một cái là trời mưa nhưng mà cái đuốc nó vẫn cháy nè. Cái này thì nó tắt rồi. Hết đốt lên được rồi nè. Đốt lên. Tắt nè. Không, vừa lên nó tắt liền luôn. Nhưng mà cái đuốc của mình nó là cháy. Anh ơi. Cái quái nào? Làm nhà phải lên level 5 mới được anh. Tóm chuyện luôn. Wow. Mới lên level 3 à. Anh bấm lên cái tắc chi á, anh bấm lên cái tắc chi á anh. Qua cái chỗ phần oxygen á. Oxygen. Cái phần oxygen. Này anh á. Đó anh thấy cái phần cái workflow kìa. Ê. Không anh. Ok. Cái workflow cái bên kìa. Nào. Kìa cái sàn nhà rồi cái dưới. Ở đây á hả? Dưới. Đó. Dưới. À đây hả? Dưới. À đó. Anh mới nâng cấp mấy cái đó mới có. Mới level 3 thôi mà tôi qua một cái đêm mà tôi thấy tôi mệt mỏi rồi đó. Đụng này lên đi chứ để đây chi nữa. Ồ thôi để luôn đi. Anh ơi bị trừ đâu mà anh. Hả? Đây sắp 12 nên nó vừa bay lên từ cái nệm. Đó được. Nó còn có 76% hay gì kìa. Cái gì 76%? Sắp hư rồi. Cái nệm anh. Cái nệm á. Ủa vậy đó, hả? Ê lụm lên. Lụm luôn đi anh. Không anh lụm nó mất phần trăm á. Ủa phải không? Lụm lên là nó còn nè. Mà mình sửa là được, mình có cái búa sửa. Có cái búa đập đồ. Có cái búa. Búa đập cọc. Trong game này nó cũng lạ lạ mà nó cũng kỳ, nó sai. Ê cái miếng thịt các bạn để nó bị tăng lên cái này nè. 350 giây nữa tới khi mà nó bị hư hả? Tiêu. Spoil tiêu quá. Ừ, mà giờ đốt nướng thế ép nào được. Dụng miếng thịt qua đây đi. Lên nào lửa cao nguyên. Lên nào ngọn lửa cao nguyên. Lên đi bộ. Ông cắm miếng thịt. Chịu gì. Lên đi bộ. Ừ đúng rồi. Thôi nghỉ đi. Để đây mình không để đây. Ê mình cất trong này được không ta? Cắm. Thịt của tôi. Ông cắm miếng thịt nhưng nữa là cắm thôi. Những vậy à các bạn ơi. Nó đâu phải tủ lạnh thôi. Ừ đi săn nhưng vấn đề là anh ớn quá anh bị giật mình. À thấy đường rồi nè các bạn, thấy được sơ nè, trời mưa thấy được sơ. À đây. Đang đi thấy anh. Đang đi thấy độc đợi luôn ngáo. Kìa. Có con ngáo nó giật, anh giết mấy con mà nó máu nó cắn anh hoài à. Con kia con gì à, con mấy bạn. Được. À đây. Ồ nguyên một gia đình luôn á. Baby deer. Ủa sao gia đình nai lại đứng chung với một con gia đó. Một lát. Luôn. Hôm nay. Cho. Nè, Calip. Hụt luôn. Thôi mình đi gần người đi các bạn. Để cho tăng tính chuẩn xác thì mình sẽ đi gần lại. Cho. Nghe tiếng như tiếng đầy máy á hả? Vô. Rồi. Whee. Ê, đừng có chạy bô, đừng có chạy bô. Ok. Đừng có chạy. Sao anh đập nó đâu cháy đâu em ơi. Nay bị bô nắm mà. Ê nó cháy kìa. Anh ơi. Hả? Mất da anh ơi, mất da. Chạy nó đi. Ủa anh không lấy da hả? Không, anh lấy đi săn lên kinh nghiệm mà. Ủa nó có thành thịt nướng chín như trong Minecraft lấy cái kiếm chén nó cháy không? Không. Giờ còn mày á mày. Chơi con dê luôn anh. Xin mày luôn nè. Không thấy gì hết luôn. Ê nó kêu là cái gì vậy? Ủa, cái game này nó bị bug nè các bạn, nó cái chỗ này là cái chỗ bug nó bị lỗi á. Mấy con này lên đây nó không đi được. Ủa, nó bị chạy. Cái coi. Chạy đâu mày? Bị 404 thôi mà. Cái này nó hư rồi. Sửa. Nó đâu rồi? Chờ ông sửa, mất tiêu. Dê mất tiêu. Đó. Trời mình có được 4 con. Rồi thấy con nữa nó xuất hiện. Ê con sói. Đừng. Đi xa. Mày đâu. Mày. Tao cầm cái cây đập đầu mày. Tao mới đường mày. Rồi mày chết cháy đi con. Dí, cháy lên ngọn lửa cao nguyên. Cắn tôi sắp chết rồi mày ơi. Cháy luôn. Anh cháy luôn. Anh cháy luôn. Anh đi luôn. Sói từ từ nó đi theo mày. Nó cháy kìa. Cháy lên ngọn lửa cao nguyên, cháy luôn. Có ai thấy nó làm cái gì không? Mình có thể đợi à. Đợi team mình tới hồi sinh hoặc là mình sẽ hồi sinh luôn.
Hồi xưa luôn mình nghĩ nó hút đồ mất đồ không? Mất chứ. Giữ e là quyết là penalty kìa. Anh ơi giữ e đi anh. Giữ e đi anh, đúng rồi. Bởi mất XP. Bị trừ XP kìa. Đi. Ai vô gây không? Ai vô gây cứu anh đi. Vô xin động kìa. Ai vô gây cứu anh vô đi. Vô trời ơi. Quá vô cấp cứu lấy 600 đô rồi bạn. No bet foul rồi, dông. Đi. Sao? Làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Nó mà Sibon anh ở chỗ khác là anh đi đó anh. Quá vô cứu anh đi quá. Thiệt trời ơi, tính ra nó giờ mình có khu này thôi. Ờ cái map nó rộng kìa trời. Bự lắm luôn á. Ờ cái map nó rộng kìa. Này là cái gì đây? Map bự dữ. À cái này là cái kiểu nhìn theo kiểu mấy cái bản đồ mình nhìn theo kiểu nào á. Nè. Cái đó là núi nha, kiểu núi. Mất đồ, mất đồ. Mất đồ mà một chuyện mà nó còn sẽ bắt mình ở chỗ khác nữa các bạn. Khó vậy. Mất kinh nghiệm nữa. Ừ, mất kinh nghiệm thì không nói rồi, nhưng mà mình nó spam ra mình nó chọc chó nó cắn. Ông anh vợ mấy mình mong nó là trời sáng đi anh. Ủa, giờ sao? Tính ra mình nói đúng rồi. Giờ sao? Mình kêu là chút nữa không gặp đệ tử con ngáo, không gặp thầy. Trời ơi đêm. Ơi mặt trăng sáng quá. Sao mặt trăng gì mà nó có như có cái đốm vậy? Ở bên kia cái hành tinh nó chạy qua rồi. Kia. Ê, tính lúc đầu nó ở bên này nè các bạn. Nó lăn qua đây cũng thật quá ha. Thì con gì đang sau lưng à? Con gì đang sau lưng à? Em thấy cái dấu màu đỏ đỏ không nhân vui thế nào. Ừ nhưng mà giờ mình chịu thôi, giờ không ai vô game được chân. Không game vui mà chưa được gì chân à. Thôi đại đi. Chết anh muốn vô. Rồi rớt là chỗ mới luôn. Rớt chỗ mới luôn. Gần. Bây giờ mình có thêm con tàu mới nữa hả? Phải không? Cái gì đây? Cái này kiểu cái này cái túi sinh tồn cái túi gì vậy mà. Đi kén. Ê nhìn hai con mắt cái miệng gì ghê dữ vậy. Anh đang gỡ được kìa. Rồi. Giờ mình không còn đồ nữa. Ủa? Rồi bây giờ mình còn đồ. Có đi lại lấy đồ. Ủa ghia còn mà ta. Té ra nó kêu là ghia còn mà ta. Nó xạo chó mà. Đi trên map luôn á. Ê mấy con sói không chơi nữa nha mày. Chúa làm thịt được gì hết trơn. Thì nhìn nó cứ kiểu tối tối ôm ôm nhìn cái ghế gì. Anh thấy cái đống lửa rồi, thấy cái đèn rồi. Tối quá đi. 5 giờ sáng rồi. Sắp sáng rồi các bạn. Thì cái chơi nó ghê quá các bạn. Đó rồi, cái lúc này đống lửa chơi có mà nóng. Ừ, với lại bây giờ không biết được cái lửa chạy nó mình để đâu luôn á. Ê, dưới kia nó mình đợi đi anh, có sắp sáng rồi anh. Hồi nãy là cái đường xuống nó đây không có cái đuốc khó chịu quá à, mà nó chưa cho mình chế lại nữa, mất hết trơn đồ rồi các bạn. Gần nhưng mà bây giờ không thấy được cái đây nè. Ồ phải, đây là cục đá. Nếu mà cục đá thì lên mình. À đây. Thấy rồi con. Trời ơi, mò mẫm cho món tối nó đúng ghê luôn các bạn ơi. Ớn vãi. Đây là cục đá. Đợi đi các bạn, 5 giờ sáng rồi. Icarus là tựa game bạn nhập vai và anh chàng sửa ống nước đứng từ ngoài không gian nhưng không có nổi cái đèn pin với một số tính năng vật lý chân thật như đuốc có thể bật tắt tùy ý. Nay rất mạnh. Nay bị lỗi game. Đợi xíu trời sáng mình ra mình lượm lại đồ. Trời sáng mình ra mình lượm lại đồ. Không, game này vui á, game này để mình đủ team vô. Vấn đề là sợ team máy không có đủ chơi game này. Kìa trời nó đang sáng. Ê để coi bình minh. Không sao, bình minh. Anh dễ mà anh. Hử? Anh muốn team chơi chung không? Ừ. Anh đầu tư là được. Nghe ngứa ngứa một từ combo từ nó được. Rõ. Giờ này la nó bị rè ra, nó sắp hư rồi, nó bị rè. Đâu à. Từ từ, kìa trời sáng, trời sáng, trời sáng. Combo I9 chỉ I5 được rồi. I9 nó xa quá. Điểm mấy quỷ. I5 được 12 à. Trời sáng. Đợi sắp sáng các bạn, sáng mình đi ra ngoài kia. Sao không ai chơi với anh vậy? Tại vì game nó mới ra, nó hơi mắc cũng như nó hơi nặng máy. Nó nặng cực kỳ luôn các bạn. Nó nặng lắm. Ừ nó nặng lắm. Mấy bên này trước đúng không? Coi cấu hình đi. Bên này trước ta. Xíu nghe. Mặt trời bên nào vậy? Bên này đúng không? Nè anh thấy anh sáng nó chiếu từ đây qua nè. Đúng đông anh. Đúng đông. Đông là ở trái đất.
Đông là West mà. Đông là N. N. Ủa? Ờ à, đúng rồi. West là Tây, lộn lộn. Lộn. N là Bắc anh. Chó đi. Hướng Nam đúng không? Hướng Nam nè. N là Nam. Chó đi. Em mới là Đông. Giỏi quá mà. Giỏi địa lý quá. Nắng đang lên kìa. Trời đang lên nè. Sắp sáng rồi các bạn. Đợi xíu đi. Mình đang đợi chơi sợ ban đêm quá à. Ban đêm nó chưa có nhà, chưa có cửa. Buồn quá. Cố một hôm lên được level 5 đi anh. Hả? Cố hôm nay lên được level 5 đi. Chắc được rồi đó. Ôi, level 5 là dễ thôi. Sáng là cố đi. Nè cái bộ đồ của mình nữa các bạn, cái nón của mình nữa các bạn. Mong biết nó lấy nó kia nó gắn hai máu của mình là 300, thể lực là 200, tốc độ di chuyển là 401, chứa được 1.105 kg. Máu nó hồi đúng không? Là 37 phút, 37 máu trên 1 phút. Thể lực hồi là 3 thể lực trên 1 phút. Kinh nghiệm tăng 20%. Damage là chào cộng 400%, 400%. Steel là 250. Oh, critical là như kiểu cái đam mà nó crit lên á, nó nhảy lên đam cao quá. Chí mạng. Lâu lâu mà mình chọt phát nó chết liền đúng không? Rồi, còn gì nữa ta hết rồi. Nhiều, trời ơi má ơi. Trời mẹ ơi. Thumbing, rapping, ấy gì, ribbing. Trời sáng lên, đúng rồi. Sáng lên cho tôi lên trên, ê được rồi nè, lên tầm này thấy đường đi rồi nè. Rồi nãy mình chết đâu ta. Cái đồ nó mất thì nó có quay lại chỗ kia không? Mình cũng không biết nữa. Kiểu biết nó lùng xóa. Lại. Sao vẫn nghe tiếng con nở đi theo mình đó ta. Nãy mấy con nai nó bị gớt mạng ở đâu à? Đây nè, nhất khúc này mà đúng không? Đâu, cái khúc này là 4 con nai, 4 con mà. Hình như nó xóa hết rồi. Đồ nó mất hết rồi. Nè. Đây là còn đồ nó đâu? Tiếu rồi rồi sao? Đâu, khúc này khúc bên phải, khúc bên kia mà. Không phải gì? Tại hồi nãy anh nhớ là anh chết gần lắm mà. Anh đi đây đi theo anh cái đường này nè. Đâu đó. Anh kiếm được 4 con nai, lộn 4 con gì đó. Nghĩ vậy chắc mấy con sói nó thịt hết rồi quá. Nè. Dòng khu này không có. Mất rồi, mất đồ rồi, nó phá hết đồ rồi. Giờ đi lượm lại thôi. Đau khổ. Đau khổ cuộc đời. Đúng rồi, đâu còn đâu. Hồi nãy anh nhớ là chỗ này nè, chỗ mà anh đi bị mấy con quỷ sói cắn, chó ngáo nó cắn. Đúng rồi, tại mấy con này nó ở khu cái này nè, nó nhảy lên nhảy xuống đây nè. Cái lúc đó anh đi lên đây. Anh chọi cái cây lên đây. Đúng không ta? Ê trên này nè. Wow. Cái gì đây? Overflow wow. Bác. Đây túi của mình đây. Đồ của anh đó. Trời đó. Ơi. Đó đâu. Nói mà có tin đâu. Ê ê kia 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 mày, đi mày. Gõ gàng. Em đi. Gõ gàng. Nói nhậm đi. Mình chỉ tới 2 con luôn các bạn. Một cái dao lên cái nào. Ủa? Con kia như nó để bị gọi là sao ta bị cái gì á, bị hư rồi, hư thịt đồ này kia rồi. Cảm ơn Luật Ngô nhiều nha. Rồi anh cảm ơn em rất là nhiều. Ừ anh phải học đồ để lấy đồ mới được. Nãy mình nhớ mình xử tới 4 con rồi nhưng mà ê cái thanh kinh nghiệm nó đỏ hết luôn á quà. Em hiểu không? Em hiểu không? Bị trừ á. Ờ có nghĩa là bị trừ đó. Lúc nãy là bị trừ ngay khúc kia là trừ. Bị trừ anh. Nó trừ sạch sẽ luôn. Giả dạ, mày. Cố lên thì... nha. Ê còn ê nhảy mà nhảy mà. Mày chết. Mày nặng quá rồi các bạn. Mình 98 kg rồi, ăn thịt trong lo nó hư. Hả? Chị vậy đếp? 15 đô lần quà. Ừ, 15 đô. Chơi có game chơi rồi. Cái thằng đá này nó đang nặng đúng không? Để đi. Ê, cái chút xíu à. Thằng câu. Mà chả câu đâu phải thằng gá đâu ta. Chả câu là hàng gì ta? Thằng gỗ. Gỗ than. Ủa đâu rồi? Thằng mới quay lại mất tiêu con hư rồi. Hello. Ủa là nè. Mình kiếm cách mình vào bây giờ đi anh. Ủa mà làm sao để tăng level vậy? Thì chỉ có một đi đập đá, hai đi săn mấy con này, ba là mình
đập đá tiếp thôi. Kì kì, ê con thỏ đi chỗ đi anh, mình đi chặt gỗ đi, tại vì mình thích xây nhà. Đập đá anh ta kinh nghiệm quá. Ờ kìa có nè, có ngã cây được 300 kinh nghiệm luôn kìa trời. Ai. Trời ơi vậy. Đó không thấy đường luôn á. Sao nó không phải như bên The Forest là một tay cầm cây đuốc, một tay chặt ha. Qua The Forest chơi em. Mỗi lần các bạn chặt thì nó sẽ ra được một cái tăng kinh nghiệm 300 kinh nghiệm. Nó không thấy đường. Thấy đường để chặt. Khổ không? Ừ, game này không xóa đồ. Nếu chơi chung thì cái kinh nghiệm nó tăng theo. Và anh sẽ chơi xây cho em cái nhà vệ sinh và khi nào em vô anh cho em cái nhà vệ sinh. Còn riêng tao rách cho ra ở riêng. Ok. Tại bữa nay em chù mấy con sói cắn anh chị. Em đâu trầu đâu, em chỉ tiên đoán thôi. Thôi kinh nghiệm của anh. Anh không biết mà em ở Gia thơ 1 Toilet 200 quốc kỳ kìa. Em ở trong hang bao nhiêu lâu em có khả năng. Nó có cái achievement gì kìa. Đâu? Nó kêu anh này thật được 250 cây gỗ. Ở đâu quá ta? Trong cái taxi thì vậy. Nè, khi mà các bạn gom là một đống gỗ các bạn sẽ chế được cái này. Mình cũng không biết nó là cái gì nữa. Nó gom là cho nó nhẹ. Em nghĩ nó gom lại giúp một chỗ cho nó dễ mà. Ừ, để anh có cái cây này vô. Hút phi lê. Nhẹ bớt. Rồi, nhẹ túi rồi đó các bạn, nhẹ heo luôn. Ha, mình hát nước đúng không? Mình xuống muỗng nước đi. Game này dễ lắm nha, ok em. Anh nói chung anh thấy nó cũng dễ, nhưng mà... Nó vậy đó. Dễ mà. Ai kia nói gì? Dễ. Nó thật là nó chở là nguyên cây, các bạn ngã xuống thôi, các bạn chặt từ từ nó bị mất mấy cái cành đó. Đây từ từ đi. Đó. Cái game này chưa được tốt chắc không. Ờ game này tới là chơi được bao nhiêu người ha, mình chưa kiểm tra luôn á. Đốt rừng cho nó sáng anh. Anh cũng muốn đốt lắm em. Hay đốt rừng được không ta? Thử đi anh. Bị giật coi lắc. Không có được. Mới bị giật lắc. Ê được kìa. Không được mà. Thôi kìa. Rồi sao? Không mà. Mà sao nhìn cái lửa nó cháy hơi kỳ vậy? Lửa nó ảo. Nó hơi kỳ. Ừ cái lửa. Ủa, nó tắt bà nó lửa rồi. Tắt lửa rồi. Nè. Cái lửa như cái gì? Ý! Ở đây, cái cây chặt. Ủa, tính ra là mình chỉ cần đưa nó cây nè. Hả? Anh ơi, cầm cây chặt gỗ đi anh. Nói lộn, cầm cây dập lửa đi anh, chứ nó cháy nguyên khu rừng lại hết cái gỗ. Rồi xong đi. Đi xa rồi. Chị Hoàng định quang. Không làm được, có ăn quà. Quang. Đi vô. Quý Hoàng, quý nào nó kêu tao đốt rừng. Anh ơi. Đốt rừng á, tại chúng ta dùng một cái cây này chúng ta không thể chạm được đâu. Anh chị à, anh nóng quá, nóng quá. Anh biết làm quá. Sao để cho lửa nó hấp áp luôn. Mưa đi, bồ ơi. Ây da. Ủa, nhìn nó cháy mình luôn các bạn ơi. Nè. Người đang cháy anh, Rồi, ăn nào suối. Rồi. Đi xa luôn. Đi xa luôn. Thôi. Vậy là anh dở rồi. Ê, trái rừng không biết mình có bị trừ kinh nghiệm không ta? Không anh, rừng có thể bị trừ kinh nghiệm của anh. Đâu, thì nó kêu mình phá hoại, nó trừ kinh nghiệm của mình. Ủa? Anh đốt rừng. Rồi 1 năm đi mấy bạn ơi. Không anh. Cái lửa nãy nhìn nó hơi ảo nhưng cái lửa đợt này làm thật vậy. Nhìn đúng thiệt. Rồi 1 năm chở hết về bệnh viện rồi. 1 năm các bạn ơi.
Trời ơi, nó thật quá vậy. Ui, khói đen luôn kìa. Cái lửa trong đây, cái... Không, cái lửa nãy nó không có thiệt, mà lửa này nó thiệt thiệt. Anh ơi, giờ mình phải giảm thiểu cái sức lan. Giờ mình đi xung quanh mình chặt đây. Hồn quay về hả? Thằng quỷ nào suối, anh nghe lời rồi. Anh dở rồi. Anh nghe thì còn tìm mình nghe lý trí coi đừng. Ê, cái cây nó bị cháy không đốt được luôn. Muốn chặt nó luôn. Ê, đừng có lan ra đây nha bộ. Anh ơi, chặt bên kia đi anh. Chặt bên kia. Không, mình dập được, cây dập lửa. Chọ dập lửa đi kìa, chó kìa. Quýnh nèo quá đấy. Cái dập lửa như cái đạp. Được rồi nè, Ê, nó cháy đèn thui luôn kìa, thật quá vậy. Coi nhìn nó cháy, cái cây nó đèn thui cái này giờ ra than. Hình như chặt cái này. Đúng rồi. Thôi mà đừng chết đây luôn mà. Dập lẻ. Rồi được rồi đó. Dập lẻ đi. Ờ kìa, nó dập bất bất. Ghê quá. Bên phải đây, bên phải. Bên phải. Thôi đừng có cháy đây nha bộ. Tự nhiên có chuyện để làm. Anh ơi. Hả? Cái khoảng thời gian này mình cày, mình lên cắm, mình tối nay mình có chỗ ngủ. Anh cứ tại nào kêu rủ anh đi đốt rừng. Cháy hết trơn luôn. Rồi xong cái trái lan, rồi xong dẹp bớt mấy cái bụi này coi. Mình cháy chưa ta? Đồng loại chưa, em. Mình chưa có bị đồng loại em nghe lời ước như anh đó. Ủa anh ơi, là xe nó cháy hơi nhiều á. Nó mới cháy nhiều lắm nha. Ok, bye bye em. Cắn thì chúng ta chỉ... Bốn mùa. Chỉ để nó cháy cái lửng này thôi. Chắc ra đâu. Cách để kiếm thang á mà nó cháy điện thui rồi. Hết rồi. Chụp lửa cái tầm bị hư rồi. Chụp lửa thôi. Để mình đi gom cái đống gỗ là thành một cái đống nó mình nặng quá các bạn, full túi đồ rồi. Thứ gì á. Muốn gom xong quay lại miếng khu chát chưa. Chó quá. Quay ra túi đồ sao? Ơi, ăn bớt cái đã. Đâu, ủa trong phi thuyền anh còn chỗ mà sao nó nhét vô? Thì tại anh không nhét đó. Ủa? Tại anh làm biến đó quá à. Không biết gì hết. Mẹ, nhét cái gì giờ? Cái này cái gì đây? Ủa mấy cái này bỏ đi, trời ơi. Thôi pin là đậu nành đó anh. Đậu nành ăn được nè. Thì mấy cái đậu đó mình chưa có chỗ trồng đâu, mình trồng chi. Rồi mấy cái này cất vô bớt. Anh ăn luôn. Mình nhét lẹ, mình đi qua mình dập lửa. Hết rồi. Còn có mấy cây cuối à. Ê để coi bây giờ mấy cây này mình chặt nó ra cái gì nha. Nó còn ra gỗ không ta? Đen thui thui lùi à. Nè nó đen từ gốc tới ngọn luôn. Sao này nó trắng vậy? Anh ơi. Ê gỗ đen. Ok. Gỗ đen vẫn ra được gỗ. Có thang ha. Được gỗ. Thảo đi. Thảo game. Anh cho bị thiên nhiên trước. Ê, thấy đi săn nó nhanh hơn so với đi chặt gỗ. Không anh, nếu từ đầu anh chặt gỗ, thì nó, anh sẽ thấy là chúng ta đã xong rồi. Tại em anh đi đốt rừng. Em im đi. Tại ai, tại nào gỗ đi đốt rừng. Anh thử đốt với cho em nó rủ sao. Nhà mà anh qua anh thử nhà em ơi. Ok. Ờ, nghe đồn nhàn đép mà. À, nó ra là cháy hơi bị lớn ha. Hơi bị lớn. Có led nằm trong wood kìa. Được rồi nè. Anh lên. Ừ, cháy hết rồi đó luôn đi, xong rồi. Ồ, tính anh, mình đốt cái nó chỗ này nó trống ha. Được, mình muốn mình biết cách để săn lắp mặt bằng rồi. Chắc chặt quả được. Mốt nó đi. Mốt anh đốt xong nó sang luôn nhà của anh. Ê, sao? À, mình kia có cái thác nước. Cái này chặt không được các bạn ơi. Ừ chặt đi. Chặt đi anh. Nó vẫn cười đâu mà. Nhưng mà nó lâu quá. Ông máy anh đứng. Ông máy anh đứng đó anh cày lên bờ luôn.
Sao chặt bây giờ nó bị gì, nó bị khựng khựng á ha. Ok. Mẹp. Phòng mà tại sao chặt cái tại sao chặt ở trên mà cái góc nó gãy ở dưới. Ok. Kìa nó là than kìa. Nó là than kìa. Cái cây hồi nãy. Cái cây hồi nãy chưa cháy hết. Thằng kia nó còn trắng trắng. Nó còn trắng. Cái cây này là chặt nó là than luôn. Bút trắng hả? Biết cách làm than rồi. Nè than nè. Cách làm than lẹ. Ồ tính là than nhóc luôn á, bên kia nhóc luôn á, đốt lên nó cũng ra than mà. Này than khác. Cái này là anh đốt cây, còn kia anh cũng đốt là cây. Đốt ra cây. Là nếu mà hồi nãy mà mình không có bị chết là nãy giờ mình đã lên được 4 rồi đó. Do em. Do em á. Ok hả, do em. Rồi. Này mấy cái này chặt nó ra than nè. Nếu mà nó cháy hết là ra than. Đâu vậy? Cái thanh màu đỏ. Hình như cái cây than chặt lâu lắm á. Nè. Đúng rồi. Mới gì nói luôn. Nghĩ gì? Mình ra mình giết con này. Con gì hả? Con nhanh ra vừa giết cái con sói đường mà sao không quay lên. Xuống nước đi mày. Ở bên bị chạy mất tiêu rồi. Nó đâu mất. Có đâu mất rồi. Phải lên cấp nhanh. Phải lên cấp nhanh. Ở hết rồi. Hello. Hello. Mày ở cái gì đó qua hành tinh khác hả bà? Không. Medicinal resort. Hình như là để hồi máu cái gì á. Anh thấy cá xin rồi. Xin con cá rồi anh. Anh thấy cá rồi. Xin á. Xin vé nào được. Xin hộ. Xin hộ. Được. Được. Kìa. Gần cái bên kìa trời ơi con cá cái bên anh. Sao mà cá này bự dữ. Okay. Một con được nhiêu ta? 108. Có cá sấu không ta? Không anh, không. Hết oxy, hết oxy, hết oxy. Nhập dài mà. Đâu cần nó phải thực tế vậy đâu anh. Nhập dài. Ủa sao lên được ta? Rồi xong cỡ lên. Sao lên được ta? Nhai cá. Thịt đôi. Ủa như mấy cái thịt của mình nó đã mất tiêu rồi các bạn. Mình nhớ nãy mình có 2, 3, 4, 5 miếng thịt trong người luôn á. Đâu mất tiêu chưa? Nhai hết rồi. Đá đi anh. Kìa, đây là đá. Đá lấy đồ thở, nó tăng kinh nghiệm mà. Kìa, 60, 30, 30. Chúng là làm gì cũng kinh nghiệm chân á. 29, 28. Mình đứng trên đây mà chọi số con cá mình nghĩ mình nghĩ. Cái bài bị ngu mắt á. Đếp, đá này để thở đếp. Rồi xong rồi đó. Con cá nó gần gần không? Ê, ê, ê. Quá trời kìa. À, các bạn chuẩn bị nhắm mắt lại. Nhắm mọi người nè. Nhắm mắt lại. Chạy mất tiêu rồi. Nhắm mắt lại. Rồi xong. Chạy mất tiêu rồi. Kìa, con dê kìa. Con dê. Nó nấp cho bạn đạt. Cho. Nếp luôn. Đợi đi, anh rồi mở khóa được cung nó chết với anh. Nói thiệt. Mày đi Dali. Tập làm đi Dali đi. Lẹ này. Nè. Đi Dali ngang qua. Mày uống nước hả mày? Wow. Ông gan qua quýt chết luôn. Ông gan chết qua quýt đây. Rồi thả nó xuống đi. Làm thịt. Nè cầm 25 nè. Cầm dao điêu luyện. Thợ nhân chuyên. Không biết phá cái xương này để làm gì ha. Kiểu phá để cho độc loại nó không biết á. Tại vì mình thấy khi mà mình để cái xương đó một hồi là sẽ có mấy con sói khác nó tới. Ủa vậy anh để nó làm mồi vụ không được á. Mày ủa sao nó kêu nó làm thuốc cái gì mà. Làm thuốc chứ không phải là anh nhai là thành thuốc anh. Thì nhai cũng được cũng sao đâu, cũng như nhau thôi. Anh nhai vô nó giật tưng tưng. Không, ý kiến, em hơi ý kiến hơi nhiều quá nha. Em ý kiến hơi nhiều á. Như mình đi hơi xa rồi mình. À cái chỗ kia của mình bên kia. Ú, bự dưới bàn. Con nai từ dưới chui lên.
Ấy con nai. Ơi ơi nó nghe nó nghe nó nghe nó nghe nó nghe nó nghe nè. Con nai này chạy hơi lè. Chạy nhanh quá. Quá ngồi cái bon dính cái cạn đá luôn. Chứ kiến không bạn. Sao nó găm vô cái công nhận đá cứng vậy mà ném cũng găm vô được hay nhỉ. Tính ra này nó sửa được ha, mình tưởng nó không sửa được, mình sẽ tưởng là nó hư rồi nó sẽ mình sẽ tạo cái đống. Ê! Ơi. Tụi nó tạo cái mới nhưng mà không nó sửa được. Mình chưa muốn đi săn khi mình cầm cây này các bạn, tại vì mình không muốn nó bị hụt nhiều. Mình muốn không muốn chuẩn xác. Mình muốn nó phải chuẩn xác 100%. Ôi cá con. Con kìa, con kìa. Bây giờ. Kìa. Dạ, yeah, mình phải chơi nè. Ngắm chuẩn nè. Không anh đừng gần quá. Tầm này thôi, tầm này ngắm trời ơi chúng được đâu. Được, cáo quá anh ơi, mình thấp xuống tí. Nó quẹo kìa, thấy không? Nó chơi nó bẻ lái kìa. Ủa, chứ không cho ta bẻ lái. Không. Anh đang dí, ai cho nó bẻ lái cực, cái bạn nhìn cái chỗ này nó trơ trội luôn rồi. Tức ra nó trái hết mấy cái tán cây luôn á. Thật phải. Anh, để mấy cây đó mai mốt, thấy cây đen là tới nhà. Rồi, nữa, bão tới. Ừ thì giờ anh để cây đen mà. Để con này mình cất cái gì cho phi thiền. Mưa tới rồi đó anh. À đây miếng thịt mình cất cho phi thiền. Nhao xì bớt cái đã. Đi nấu thịt nữa cái đã. Hồi nãy ông Duy cũng cầu mưa, giờ có mưa nè. Cho thêm gỗ là bồ. Mà hết lửa rồi. Lên thịt đi bồ. Lên cá luôn bồ. À, này thịt kia này thịt ăn. Nhiều quá các bạn. Mấy cái này mấy cái fiber nó nhiều quá. Mà nó 200 nó full stack rồi mà cái này ý ý ý ý ý ý ý. Ấy mày. Tức á. Cắm đầu đất nữa, mới vừa để vô nó mưa. Bà nội cha nó. Mới vừa để vô nó mưa. Bà nội cha nó. Rồi đi săn nha. Game này chơi vui vui trước. Đây kìa. Thấy rồi, đường nó chạy rồi. Đường nó nhỏ, nó lớn nó nghe. Kìa. Cái gì? Kìa. Có gì đâu. Đẹp. Con kia nó chạy rồi, nó thấy nó chạy mất tiêu rồi, đẹp trai nó chạy mất tiêu rồi. Kìa. Mưa bão nó mấy con kia nó trốn đâu ta? Mình mà tìm được cái hang của nó, trời ơi, trúng mánh. Mình không có uống nước. Ủa là anh trúng bánh. Là anh là anh trúng bánh hay đã trúng bánh? Anh chứ. Sắp lên được level 4 rồi các bạn. Còn level 5 mình cũng không biết khi nào mình lên nữa. Đốt rừng với anh thôi. Tính ra. Đốt hoài. Đâu anh? Đập đá nó cũng lên kinh nghiệm nha. Ừ nó lên mà nó lên 30. Cái nào bự bự nó sẽ là 50. Anh biết mà, nó lên chậm lắm luôn các bạn. Không, như chặt cây nó nhanh hơn, chặt cây nó tới 300 một lần. 300 lần ngã. Đi săn là nó nhiều hơn, đi săn nhiều nhất á. Ý. Mai 200. Nó có dạy cái achievement mình quá trời. Đâu mất tiêu rồi. Achievement. Anh mới vừa thấy nó bên kia đúng không? Mới thấy nó đây luôn á. Đâu ta? Hello. Bà mày có thấy không? Có, nãy mới thấy nó bò. Lẹo quá. Con gì mà bò? Nó thì nó bò. Chắc là anh sang con. Bò. Anh sang con rắn hả? Mưa rồi. Ê con cá gì bự vậy? Nó cũng nè mấy con kia mà. Đâu, thấy nó bự mà. Anh xin đi cho mất sức vậy anh. Đâu em thấy nghe với mấy con kia mà. Rồi đi vậy. Mất tiêu. Vậy sao chúng? Vậy sao chúng? Chúng mình đem em là ninja. Chuẩn bị phóng nặng quét. Giữ tới một cái thời gian đó mà nó hết thể lực nó sẽ tự phóng ra ha. Mình đang muốn gần đây là tại đồ mình nó full quá rồi, nặng quá rồi. Mà mưa bão nữa cái nó lạnh đi không nổi. 12 giờ trưa. Ê! Mình làm mấy bó. Ok. Lẻo hả? Mình làm mấy bó gỗ mình giật, mình giúp ra. Mấy cái đống này nó không làm được cái gì hết trơn ha.
cái nào á. Mấy cái đó có thể có tác dụng sau này. Thì sau này thôi, mà bây giờ chưa có. Vì mình cũng chưa có cái lều nữa. Cái đống fiber á. Để đục cục đá anh đi, để mình đã dục đá đây ngứa quá. Mình đục tới sáng luôn á trời. Cái cục đá này. Ông anh, đục, đục, đục cục này. Giúp ổng nữa. Đục cục này khả năng lên được level 4. Cục này hơi bị bự anh. Đi sang đi phòng đầy khả năng thôi. Nuôi anh làm vlog dạo phố. Cái này đâu có gì đâu làm vlog ta. Không vlog đập đá. Ờ lên được rồi quà. Có thể khả năng lên được á. Lên được. Có khả năng lên được. Trời ơi đập cục này. Trời. Chưa lại gì hết á. Có vài chỗ áp trục luôn kìa. Đúng rồi có mấy chỗ nó nhiều lắm. Anh đóng với anh đóng một đống gỗ rồi đó. Định đốt nướng đồ nhưng mà đang mình phê đó không biết có sao không ta. Không. Này là thịt phơi xương. Cục này coi nước mưa. Wow. Level 4 là một chuyện, level 5 là một chuyện khác. Này này chúc mừng bạn lên cấp. Đá đập tích anh. Chúc mừng bạn lên cấp đó. Để coi tôi nâng cấp, tôi nâng cấp. Nè. Ê mình nó được luôn rồi nè. Cái đó rồi. Là cái hòm. Biết rồi. Cái hòm. Ê, đăng đi anh, mình đăng đi anh. Amo nè. Ô mình đăng đi, anh nó đăng này đâu trước có tốn chứ. Đâu. Nó theo cái... Ờ, tính mà. Ra là nó mở... Nó mở theo đường hết mà. Đó. Ờ, nhưng mà hết điểm rồi. Ờ... Hết điểm rồi. Hết điểm. Máu... stamina... Water... Carry on... Cái này là mình lấy thêm cái thịt đúng không? Có cái nào tăng kinh nghiệm không? Có cái nào tăng kinh nghiệm không? Không, không có. Này, bây giờ đi chế cung. Mình mà có cái cung rồi là tụi nó chết chắc. Chết. Cung chết chắc. Trời má ơi. 100 cái cung mắt tóc sáng. Sao cái tóc độ chế đó. Tao có tốc độ chế nó ác mộng vậy. Nhìn nó đẹp quá ha, nhìn nó cũng nhìn vui. Chế. Anh ơi. Hả? Chế được lên level kìa. Ấy. Từ nha, cái cây này hết xài rồi, để dưới đây đi. Cái đống gỗ này hồi mình pack cái đống gỗ này lại một cái gói nữa. Ê mình đã pack được cái cái đá đó nè các bạn. 40. Rồi, bây giờ 48. Mình sẽ biểu diễn các bạn đi săn, đi săn. Ê kìa. Gì mày? Chuẩn bị các bạn. Bắn thử xem. Bật tử anh. Bó cây cung. Bắn thử. Đó, trúng rồi nè. Nó chạy, gọi nó xuống nước luôn rồi. Bắn. Trúng rồi kìa. Đó này hụt rồi, cái này nó không có tầm. Bắn cấp rồi. Kìa anh ơi. Sao nó bự vậy? Sao có 3-4 máu gì? Ok. Ờ tại cái cung nó yếu xìu quá. Đừng. Anh ơi cái cung nó yếu xìu anh ơi. Trời nó yếu lắm luôn á. Anh ơi chắc cây kia là phóng cái là đi từ đời nào. Ờ phóng cái kia phóng hai cây nhưng mà cái cung được cái bắn nó chuẩn. Đó, mất tiêu rồi. Nhưng mà mất luôn con na. Chạy nó hơi bị xa luôn á. Ủa đây nè. Nó đang uống nước nó hồi sức kìa. Chú đâu đó. Chú. Không sao đâu. Ê trúng rồi nè, trúng rồi nè. Che mắt mọi người. Thấy gì ấy. Rồi xong. Lên lao xuống. Con nai này bốn level 4 luôn mà. Rồi chết con rồi đó. Con nai rớt mạng rồi. Con nai này rớt mạng rồi. Nai 4 level 4. Tính ra là cái cây giáo chọi cho nó là 101 đam luôn. Còn cái cung nó chỉ có được 20-30 đam à. Mà được cái cung bắn nó đã. Cây giáo bằng 30 cung. Ừ. Nghe cũng được, không tới nổi lắm. Sao bình tĩnh. 18.000 anh ơi, còn tầm mười mấy ngàn kinh copy nó lên được mà. Mười mấy ngàn à. Quà không biết giờ này mấy giờ chưa quà.
thì 2 giờ chiều rồi. Thì đó. 2 giờ chiều là còn mấy giờ nữa ta? Trời ơi, không kịp rồi. Không anh 7 tiếng nữa kịp anh. Kịp. Săn con hưu được bao nhiêu kinh nghiệm ta? Anh bào đi anh đập đá, anh chặt gỗ, anh bào, anh săn thú. Anh làm gì cũng được. Anh làm mọi thứ trên đều phở nó lên. À, 603 kinh nghiệm anh. Ồ, ê tính ra mình chặt cây với mình đập đá nó còn nhanh hơn luôn á. Đúng anh. Ồ. Ừ. Nếu mà mình ngồi mình bật chế độ là đập đá hoặc là mình chặt cây á. Đập đá. Đập đá. Đập đi con. Chặt cây. Chặt cây là 25 nè. Đó, cái cây ngã là 300 nè. Siêu. Con này mà chết cũng tao. Chó ngáo. Còn chó ngáo. Còn chó ngáo. Còn chó ơi, đừng cắn em bồ. Sao mày trâu vậy? Rồi. Con nào nữa không? Mới thấy con còn đâu đây. Ui. Anh ơi, săn sói được tới 1.800 lận anh. Hả? Bị lệ. Ừ. Nhiều vậy? Săn sói được tới 1.800 lận. Nhưng mà dễ chết em. Ừ. Mà chết cái là không. Đừng nhắc lại chuyện đó. Đang cung cung. Đang cung cung. Đừng nhắc lại chuyện đó. Đây. Ủa, nó sói rồi. À, phải bắn trúng nữa. Bắn trúng ngay đầu nó nãy 85 nè. Chạy lẻo hả? Anh chơi đột kích rồi mà. Hết sọt đó. Ấy bộ, ấy con uống con thỏ rồi con kia đâu? Con này con hưu lại một à. Hưu lại anh lại super kill mới được. Chặt cây tiếp. Mua gì có tỷ lệ chí mạng cao tí anh. Ba rớt này tự lên sát lực nha. Đi săn gấu đi anh, từ từ em ơi. Anh đi chặt cây cho nó lên level, nên mua nhà cái đó. Ok, mua nhà. Không, chặt cây lên nhanh lắm á kìa, cứ cây ngã là 300. Còn tách cái này là bao nhiêu ta? Tách này không có tăng. Không có tăng. Tách này mình lấy đồ nữa à. Rồi. Các bạn chuẩn bị coi cánh rừng bị đốn sạch cái bóng này. Có kìa, có tăng rồi nhưng mà tăng. Anh ơi, tách được tới 100 lận anh. Thì là nằm cái nó nhanh hơn rồi quà. Không, nhanh hơn rồi quà. 3 cái, 2 cái nó ngã liền rồi quà. Đúng, em bảo rồi. Mày chuẩn bị coi cánh rừng này nó mất tiêu. Ok. Yeah. Có gì. Ê, mình làm cái bẫy được á Hòa. Mình làm cái bẫy bên cho nó ngã hết xong rồi luồn nó vô đây. Cái này ở lại chứ mà hả? Nó là mình có like cái này đâu. Hả? Anh ơi, con. Anh ngã vô đầu anh ơi. Anh ngã vô đầu mình được nhiều kinh nghiệm Hòa. Bớt hết anh. Ơi. Cái cây nó quạt anh kìa. Ê da, cái gai nó đâm anh kìa. Anh ơi, thiếu oxy kìa. Hết oxy rồi. Nhóc. Anh vô. Nhai oxy. Còn 2 cây nữa. 6.000 nữa anh ơi. Kịp. Mình chặt. Dướng quá. Nó thật ở cái chỗ lúc mà cây nó ngã. Cây lên ta. Anh chặt 20 cái cây nữa đủ. Phá rừng ơi. Gì vậy, nhiều cái vậy. Để nó hồi cái đã. Không, cây chỉ cần chặt 2 cái, 3 cái là nó ngã cây rồi. Đó. Đối với mấy cây này nó không phải vậy. Lâm tặc. Không, đốt rừng nó không có kinh nghiệm. Đốt rừng rồi mình banh rừng á. Không có nhà rừng. Được rồi các bạn. Mình mất kinh nghiệm quá. Ừ, giờ mình đang này mà mình đốt một hồi là sói lên nó cắn rồi mình bị cháy là mình chết luôn á. Cái nào đang chặt cái cây nó bung cái này đậu chết luôn không ta? Là cây lắm luôn anh. Anh mất hết kinh nghiệm. Bị sói cắn nó còn đỡ nhục. Cây đè chết nhục lắm. Đang cầm cụi rọc da thì con sói nó tới nó cắn. Nó gọi là gì quà? Nghiệp. Thôi, nguyên cánh rừng quá đã. Mấy cái này nó bự quá đi, mình chặt nó xuống bớt cái nè. Nó thật ghê các bạn. Sắp xong rồi nè. Cái này nó trên trời vậy.
chặt bớt mấy cái cành để cho nó đừng có bị quơ quơ nhiều á. Trống cái khu này cái đã. Ok. Mệt quá cho nó thở xíu cái đã. Cho nó thể lực lên cái đã. Cứ bay nhảy cái gì, bất cứ cái gì các bạn làm nó đều tốn thể lực hết trơn. Tụt lẹ lắm. Sắp lên level rồi. Ê cái bụi bên này nè, gần rừng mình, gần chỗ nhà mình là mình thả chứ luôn. Xong đốt bớt, ừ anh nghĩ là xong đốt cũng được á. Đâu cần xài nhiều gỗ đâu. Khi nào chơi em mong hết. Anh định là cái cuối line anh rủ team chơi cái trò con vịt á, mỗi cái team mình giờ còn nhiêu người nữa. Ủa trong room này còn nhiêu người á. Ê Hoàng có thấy bị gì không Hoàng? 4, 5, 6, 7 7 người, tính luôn ca. Sắp lên level rồi. Chặt thử mấy cái này xem. Quên mấy cái này chặt lâu như quỷ á. Để coi một chặt một cây được bao nhiêu nha. Bay luôn cánh rừng. Đốt cho lẹ, từ từ xong đi anh đốt. Chặt xong nhưng không có đồng kinh nghiệm nữa. Thiếu người á. 300. À cứ cây ngã là 300. Cứ một cái cây ngã là 300. Cây nhỏ nhỏ thì 10 kinh nghiệm. Đó, cứ cây ngã là 300 kinh nghiệm. Rồi thế là xây được nhà. Cày một level chỉ trong 4 tiếng. 4 tiếng trong game. Ấy chua kịp rồi kịp. Nè. Cây, một hai cây, cây nữa là đủ nè. Hai cây. Gì yeah, có một cây rồi. Cây. Rồi. Đi vậy 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 vậy. Rồi xây nhà thôi. Nâng cái để nhà đi anh. Coi. Cái bên kia. À, đầu tiên là mình cần phải mở cái cột. Xong rồi tới cái sàn. Xong rồi tới cái tường. Xong rồi anh tới nó mở được. Hình như nó mở được hết luôn thì phải. Em nói gì đó Hòa? Tất nhiên là không rồi. Em nói gì em nói lại đi Hòa, anh chưa nghe rõ đó Hòa. Chưa nói lại đi không. Này mình có trồng cây nè. Mình còn một điểm nữa đúng không? Tăng cái điểm, tăng thể lực cho mấy cơn bão đi. Con gì mới lướt ngang đời? Con gì nó mới lướt ngang đời? Gỗ nhiều lắm bạn ơi. Rồi bây giờ xây nhà, thao tu xây nhà. Rồi. Đầu tiên là xây cái sàn. Tức là các bạn phải xây từng tấm để các bạn xây lên luôn á hả? Xây đâu vậy ta? Xây nào phẳng thẳng tí anh. Nè đây thẳng nè. Không khó. Đó. 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 Trời ơi. Căn nhà được hết. Anh chuẩn bị đóng gỗ nó có tác dụng hả? Ước gì giờ có mấy người vô phụ mình, ví dụ giả bộ vô xây này kia đồ ha. Giả bộ chặt cây đồ này kia ha. Đọc số tài khoản cho anh. Anh tưởng số tài khoản em biết chứ. Số tài khoản em anh biết mà. Đâu, số tài khoản anh em biết mà. Tại vì nếu vậy là cái phần như này nó sẽ tự chống cột. Không cái gì mà chống. Anh ơi. Anh phải xây thêm cái cột kia mà. Đó. Ok, phần dưới này nó tự chống cột. Nó. Ủa rồi. Nó không có level lay. À. Hay vậy? Cái này nó hơi bị go level lay. Ừ. Không có được. Không go level chúa. Ủa anh. Nhà sàn. Sao anh không cắm? Cái nào không bị hở. Hình như cái nào bị hở anh phải cắm á rồi vậy. Ừ đó nè. Mốt xây hình như không kiểu mốt xây nhiều quá cái hở nhiều quá nó sập. Không biết có không. Hình như anh cắm ở ngoài nó tự rớt. Ôi. Sao á. Cái chỗ đó sát đất nè. Rồi nhà mình hiện tại là như đây thôi nha, không cần nhiều quá đâu. Ừ.
Rồi xong rồi mình thả cái giường lên. Sao như cái nhà vệ sinh? Gì vậy? Cái giường. Ồ. Đó. Rồi giờ mình xây cái bức tường. Bức tường cần gỗ. Anh là gì? Gỗ kìa. À, quá trời gỗ luôn. Không được cái đống. Mà vô xây gỗ giùm anh nha, cảm ơn nhiều. Nhiều đồ quá ta. Spoiled meat. Ăn được không? Cần phải đi nướng không? Anh ơi. Hả? Thịt tiêu anh ăn được không? Cái gì? Được chứ. Thịt tiêu ăn được. Bị tiêu anh ăn được không? Ủa, ăn được mà. Cái mũi tên đó là sao á? Mũi tên là hướng ra ngoài á. Là kém mặt. Ê, mình phải để đây để mình trống trống, mình có ô kính mình nhìn chứ đúng không? Rồi giờ anh xây căn nhà trước đi chứ, chứ giờ kính gì đâu. Không có cửa mà ơi. Không có cửa. Có cửa đâu. Có cửa không? Ê, what trap door là cái cửa sập nè, cái cửa hầm ví dụ. Window, ê window nè. Cái góc nè, cái cửa nè, cái này, cái máy, mình mới mở cái máy à. Giờ mình đi xem mấy nhà. Nên, anh gì, nên hả? Thiền anh. Mình chặt cái, mình lên lên mà. Chặt nữa hả? Tối rồi đó, anh thấy trời tối. Ê, mình đốt cái đống lửa kia vô trong nhà được không ta? Đốt cái đống lửa. Đốt đống lửa luôn. Em hiểu ý anh ông bà. Để em đi chặt. Anh biết anh đốt cái đống lửa đó vô là nguyên căn nhà nó thành cái lửa luôn. Thử, đen thử, đen thử, đen thử, đen thử, đen thử. Anh ông nghĩ là phải được chứ. Được. Tính anh đi, được. Anh ơi, anh bớt ăn rồi kia, quay Grab rồi anh. Nè. Đứng. Nè nè. Cháy nè. Gỗ đâu rồi? Cháy lên nào. Được. Sao cháy nhà được? Cháy. Nó đã có cục cháy đá nó bao quanh lại rồi, thấy chưa? Em thấy chưa? Cháy đi. Không có cháy. Đừng có chùa vậy. Để anh lượm cái này lên. Ủa anh thử vô ngủ rồi được. Ủa sao từ được. Sao từ nãy giờ anh không. Cái gì? Còn gì đây nữa không? Hồi nãy anh không lụm lên. Không anh muốn thử coi. Coi nhà. Coi nhà mất tiêu. Ủa anh thử ngủ rồi được không? Không, nó phải em nó chưa đủ là cái nhà. Em nghĩ cái này gọi là shelter rồi đó. Shelter, shelter. Đèn. Nơi chú ở. Đèn. Nó chưa đủ một cái nhà. Đèn. Anh ơi, em nhìn nó giống cái gì hơn là căn nhà. Em đừng có nói. Em đừng có nói gì nữa. Nó bụng như ta. Giờ quan trọng là cái này mình xây cái mái nhà này. Ồ oh. Trời mẹ ơi, cái mái nhà u là trời. U là trời. Anh ơi, người ta không có xây mái nhà của nó anh ơi. Chứ người ta xây sao? Ê. Ê, nếu mà mình xây vậy rồi thì một hồi mình gỡ ra gỡ sao ta? Nó có cái chỗ, nó có cái gỡ mà đúng không? Có không? Không bà. Không bà. Nhấn giữ gì đó. Hay là anh lấy cái gì đó anh đập. Lấy búa đập anh. Không được. Đừng anh đang nhà. À. Đập nha. Đập nha. Đã chết luôn. ý kiến gì quỷ đép kìa, uống nước cái nào mệt dạ đó ơi ơi còn thua cái giò đó gì vậy người chỉ là đỏ rồi người ta xây hai cái mái lên cao xong người ta xây quà mình vô mình xây lâu đài tình ái quà ông này ông xây một phần đây một phần mình hồi xưa anh đóng học xây dựng đúng không họ đã học kiến trúc đâu. Trong này các nào học cái có oxidizer này làm thử xem. Nó như thế nào ta? Anh bỏ cái cục kia vô á, cái nói chuyện sang cái bình kia thì phải. Rồi, nó là cái cục này. Anh bỏ cái cục đá vô á. À. Press to add. 10 cục. Rồi sao nữa? Hình như nó nấu quá quà. Symbol prime for processing. Ê cái này để trong nhà mình kia. Cái máy tạo oxy à, okay. Em hiểu không? Nghĩa là nếu mà cái nhà em đậy kính hết lại á thì em mở cái này
để em thở. Đậy kính. Đậy kính. Không. Kính. Nhưng gỗ thì kính kiểu gì? Được, em yên tâm, game nó cho mình kính. Game nó cho mình kính. Cái cơ chế nó cho cái nước này còn sáng hơn cái lửa đó luôn á. Ngủ được chưa bộ? Ngủ đi anh. Ngủ đi. Monster. Nè sửa nè, đi sửa nè, nãy anh đập nè. Ôi nó 1000 đau luôn á trời. Đi sửa nè. Cái nào hư đi sửa. Mình đi chặt gỗ đi anh. Anh muốn cho nó mất nhanh không? À để vô là nó phá nè. Đúng không? Không được. Đi con trúc kìa. À đi con trúc nè. Đi con trúc kìa. Ừ. Mình nó xây lầu ha, mai mình xây lầu cho các bạn xem. Để mai mình xây lầu, mình xây này kia cho. Giờ mình hơi hơi thiếu người, mình chưa có mấy nhân viên nhân công nó làm việc các bạn. Hai nhân viên đúng không? Nhà này kính, nhà này kính mà. Vô này đi kính. Cho. Nếu mà mình cho đúng... mũi lửa vô nhà. Chết. Vô. Vừa lòng tôi lắm. Anh ơi, nhìn sang trái. Hồi nãy ai nói không cháy nhà mà ta. Nhìn sang trái. Dập lửa, dập lửa. Anh đi cầm cái kia dập lửa. Dập cái gì nữa. Dọc đời này nó không có dội dạng bước qua được đâu anh ơi. Nó cháy rụt luôn. Ê nó cháy cứu, cứu hộ. Cháy, cháy lên đi ngọn lửa cao nguyên. Căn nhà đầu tiên muốn tiêu luôn rồi. Nhìn sang trái. Nhìn sang trái. Thảo, thảo nhà. Cày lấy bà nội luôn. Đây được căn nhà. Chưa mua mất căn nhà. Mỏi miệng quá anh ơi. Mỏi miệng quá. Ê, dập được rồi nè, dập được rồi nè, dập được rồi nè. Bỏ đi anh, bỏ đi. Không, thay vì anh dập anh lấy cái búa anh đập đi. Anh lấy cái búa anh đập anh sửa đi anh. Sửa nó cháy nữa. Thì mình sửa, sửa nó chết. Mình sửa hết chứ. Nhà nó bị sáng. Đập đi anh, đập đi, đập đi. Đập luôn, đập luôn. Đập đi anh, đập đi, đập đi. Đang đập nè, đang đợi. Vậy thôi, khỏi đập nữa anh. Nít cái ngay rồi. Đứng, 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 đứng. Đập đi. Đập. Đập. Tắt lửa rồi mày, tắt lửa rồi mày. Ừ, tắt lửa đi. Mua bọng quá anh. Nó đục mua bọng quá anh. Rồng hết rồi anh. Thôi. Còn gì, còn gì nữa đâu. Còn gì nữa đâu. Còn bốc với sợ. Số 8 còn sửa được nữa không? Thôi sửa được nè. Ghê. Chạy tiếp. Chạy tiếp. Chạy tiếp. Áo nhẹ. Ê nó thật các bạn. Nó thật từng cái chi tiết mà nó cháy nó rụt xuống nè. Game tính ra game thật đó chứ. Cái này người ta cười lắm. Cái độ đỉnh quá. Cái độ đỉnh không đỉnh lắm. Anh thích đốt rừng tới đốt nhà. Đâu. Các bạn tin mình đi, nếu mà mình để như vậy nè. Đúng không? Nè. Nếu mà đúng mình rồi. Như vậy xong mình để cái đuốc gần nó cháy được. Có nghĩa là cháy. Nó cháy được đâu, hồi nãy giờ mình bị cháy á. Được. Không. Để một hồi nó mới cháy. Nè. Cái đâu? Đó, nó đèn đèn. Quýnh vô nó cũng cháy nữa nè. Nó đèn kìa. Đâu? Không, do ông bị cháy á, do ông bị bốn á. Ờ, nó có bị... Đâu, nó bị trừ đam mệt. Này nãy anh bị cháy xong rồi đụng vô nó mới cháy chứ. Nếu mà cái đuốc nó không cháy. Nè. Đúng rồi. Đuốc vô trong thật. Đâu, nó không cháy nữa. Đuốc này không cháy được. Đuốc này như kiểu... Nè, bây giờ nè. Nó như kiểu cây đèn cày á, bật. Cháy vô. 559 độ. Rồi, cháy rồi đó. Cháy rồi đó. Đó, các bạn không? Mình vừa qua cái lửa nó lây liền luôn. Nó cháy thông qua mình. Nước, nước, nước. Thôi. Nước, nước, nước. Thôi. Nước. Duyên. Não. Không, cái đuốc nó không có cháy cái nhà mình mà do lúc nãy mình nhảy lên trên cái chỗ cái đồ cái lò nướng á. Mình
Ông đứng lên. Mình đứng lên để mình thử xem là nó có cháy được hay không. Cái nó cháy người mình, cái bắt đầu từ cái người mình nó lan ra cái nhà luôn nè, như các bạn thấy không? Nó lan ra cái này nó cháy nè, chứ không phải cái đuốc nó không cháy được. Cái đuốc này nó như cái đèn cày vậy đó. Như cái đèn pin hoặc thôi chứ không có tác dụng cha. Nhưng gì nó đảo ha. Mệt đó. Chơi game này đảo anh. Ê game này mốt mà thằng nào có nhà mà thằng nào mà lộn xộn. Đúng nhà. Ôi kìa. Ê anh nghĩ nha. Mốt mình xây nhà trên nước. Để ra ngoài đây xây thử thì có được không nha. Mệt. Mẹ. Gần 1 tiếng đồng hồ rồi mình làm được gì á. Mẹ được nè. Thiếu cái cột thôi nhưng mà xây được trên nước nè. Được. Gần tiếng đồng hồ mình xây được cái nhà thôi, mình cháy cái nhà. Gần 2 tiếng đồng hồ mình xây được cái nhà thôi mình đốt. Đếm này nè, ăn mừng nhà mới. Ê nếu mình xây một cái miếng nữa lên cháy tới thì nó có cháy không? Mừng đơn gia phụ. Mừng đơn gia mất cái nhà. Mừng đơn gia. Sửa cái gì nữa? Có chưa? Nè, nếu mà các bạn cầm cái đồ các bạn sửa cái này đúng không nè. Bon nó cháy tiếp. Nó cứ vậy nó cháy hoài vậy. Miếng này nhỏ này chập lửa thôi. Chập được. Đập. Ồ rồi cháy. Mà nguyên cái nhà thì nó lẹo quá nè, các bạn thấy nó cháy đen không? Nghe game thật vãi. Thật quá trời luôn nè. Ê tính là tối nay mà đứng đây là không sợ sói cắn. Chạy thẳng lên nó cắn anh luôn chứ không sợ. Thấu nè, đó thấy chưa. Giờ anh xây cái cục đó trên này. Giờ anh xây 4 góc á. Gỗ đâu rồi. Anh lên đốt tiếp mình. Rồi, vậy là được rồi. Đâu. Và đây là nhà của mình sau 2 tiếng. Đây, cậu Thang đi lên nhà nè các bạn. Đó, nhà mình đây. Nhà lầu này quên. Thiếu xe hơi nữa thôi, nhà lầu vậy đẹp rồi. Nhà lầu. Nè các bạn muốn cháy đâu? Thiếu Đức Vua. Mình đang thích. Thiếu Đức Vua là đủ. Mệt. Không như này trên nó có nhiều cái thật quá. Phá đi. Thiêu bà nó. Nếu mà lấy cái cung mình bắn vô cái này. Ồ nó hư luôn nè. Đây tính là game này là nó cũng na ná với rap á, xây nhà này kia, nhưng mà khác cái là nó không có bị tụi kia, với lại nó không có súng đạn, nó không có kiểu súng xịn trực thăng này kia, mà nó hơi tiền sử xíu. Mặc dù mình đi nguyên cái cán nó xịn lắm nhưng mà mình vô đây mình đốt đuốc mình xài. Rớt nè. Bất kỳ. Chỉ cần mình lên mình cháy. Là cái nhà này nó cháy. Không, các bạn thấy không? Chỉ cần mình lên mình cháy là cái nhà này bắt lửa nó cháy. Đó, ghê chưa? Không tới giờ rồi đó. Tới giờ. Thôi nó chứ rồi. Mưa. Bây giờ vậy nè. Hết cháy rồi đúng không? Bây giờ mình đợi trời mưa, mình vừa đốt lên xong rồi mình lấy cái búa mình sửa cho nó mới, xong rồi cho nó cháy hoài để mưa xuống. Bom. Sao đặt không được. Bom. Rồi, cháy tiếp đi. Mưa sắp tới. Sao nó cháy lên trên này ha? Nó cháy lan. Nó cháy biết, nó không biết lên cầu thang. Đá này đốt được không ta? Nè chuẩn bị nè. Ông rồi đồng. Mưa. Các bạn chuẩn bị nhìn đó. Quá hay. Ông nội đốt đá luôn kìa. Quá hay. Đốt đá. Ông nội đốt cục đá luôn kìa mấy. Mốt có chơi chung đé ông này ra không đốt nhà mình. Rồi thôi ok, rất là cảm ơn các bạn cho tập này của tựa game Icarus này. Nói chung là đây là cái phần đầu tiên mình trải nghiệm về tựa game này, nó khá là tếu, nó lạ và đồ họa và những cái file ship của nó rất là thật nha các bạn. Hẹn các bạn tập sau đi, mình sẽ rủ team mình vô chơi, chỉ sợ là máy nó đòi hỏi nó hơi nặng, là hơi khó chơi thôi chứ mình nghĩ là chắc chơi được. Ok thôi, chúc các bạn ngủ ngon, hẹn các bạn hôm sau mình ngày mai mình lấy GTA nha, mình sẽ cố gắng lấy GTA. Sau đó thì nếu mà mình like sớm thì tối mình sẽ chơi game này, còn không thì mình sẽ chơi vào buổi chiều, mình sẽ cố gắng buổi chiều mình like game này hoặc là mình đốt video mình like game này cho các bạn nha.
Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở cái buổi stream sau. Chúc các bạn ngủ ngon, bye bye. Cảm ơn Lugo rất là nhiều nha. Để chút xíu nữa anh hỏi team xem ai chơi được game này. Tại vì sợ máy yếu quá vô nó không chơi được á. Ủa, bây giờ chào gì hay sai á? Có sai hả? Có gì sai sai hả? Ok, chúc các bạn bye bye các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh mình cũng như là like cái video này và share video này nếu bạn thích giúp mình. Hẹn các bạn ở video sau, bye bye. Game nó hơi dài nhưng mà nó cũng vui vui, nó lạ. Bye bye, bye bye. Hên xui 50-50 chứ không chắc lắm đâu, 50-50 thôi. Vậy chắc lắm là sợ đâu, hôm nào nó bị gì đó cái không like được anh em dí, sợ lắm. Bye bye các bạn.